chỉnh ánh sáng vào cái áo cho nó một tí đi. Đó, cỡ đây nhưng mà nhìn nó đẹp đấy. Thôi à, rồi ok, xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của bên em nha. Xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp. Số livestream này giới thiệu đó có rất nhiều chị yêu nào hỏi áo phao dáng dài. Hôm nay bên em về mẫu phao dáng dài hàng Việt Nam xuất khẩu giới thiệu với các tình yêu nha. Rồi em chào 329 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của bên em này. Chị yêu nào muốn săn siêu phẩm áo phao dáng dài ở 10 phút livestream đầu tiên với mức giá ưu đãi giảm 50% thì nhanh tay vào livestream này và chia sẻ livestream này cho em này. Chị yêu nào chia sẻ livestream này nhiều nhất, nhanh nhất ở chế độ công khai thì sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 50% ở 10 phút livestream đầu tiên nha. Mã sản phẩm này đang có giá bán tại shop là bao nhiêu ạ? 699.000 trong livestream này em giảm cho các tình yêu 50% áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. 699.000 em xả cho các chị yêu trong livestream ngày hôm nay áp dụng cho 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 299.000 một chiếc nha. 299.000 một chiếc phao siêu nhẹ hàng Việt Nam xuất khẩu đủ size S, M, L, XN, 2XN từ 40 đến 65 cân. Các chị yêu có size mặc vừa. 570 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em rồi. Dành ra 10 phút livestream đầu tiên tri ân các tình yêu giảm giá 50% mẫu phao này. Từ 699.000 em giảm xuống còn 299.000 một chiếc đủ size S, M, L, XN và 2XN từ 40 đến tầm 67 cân, cao trên 1m6. Các tình yêu có size mặc vừa nha. Tri ân các tình yêu trong 10 phút livestream đầu tiên từ mức giá 699.000 giảm xuống còn 299.000. Cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này nhiều nhất có 6 tông màu cho các tình yêu lựa chọn, quá là đẹp, quá là sang luôn. Chị nào săn được siêu phẩm này của em trong 10 phút livestream đầu tiên với mức giá 299.000 đây. Mã sản phẩm mẫu đang mặc là màu cam nha. Em có thêm màu xanh rêu thì quá là hot hit rồi đúng không ạ? Rồi em có thêm màu xám cho các chị lựa chọn nha. Có thêm màu xám cho các chị yêu mình lựa chọn này. Em có thêm màu hồng cho các chị yêu mình lựa chọn này. Có thêm màu đỏ đô nha, có thêm màu đỏ đô và có thêm màu đen. 699.000 xả xuống chỉ còn 299.000 trong 10 phút livestream đầu tiên. Áp dụng cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em nhiều nhất này. Rồi ok, bây giờ bắt đầu chốt đơn cho chị yêu nha. Rồi chị Thu Trang lên đơn cho chị một chiếc màu đen mức giá 299.000 này. Chị Hồng Hạnh lên đơn cho chị một chiếc màu cam mức giá 299.000 này. Chị Yên Trương lên đơn cho chị một chiếc màu cam size N với mức giá 299.000 này. Từ 699.000 trong livestream này em giảm cho các chị yêu chỉ còn 299.000 một chiếc, áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên nha. Chỉ 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em được chưa ạ? Rồi chị Hồng Hạnh có đơn rồi nha. Chị Ngọc Nguyễn một cái màu cam lên đơn ơi, chị mức giá 299.000, 40 cân mình mặc size S cho em là đẹp nha. Chị Thời Trang của tôi bổ sung ngay số điện thoại cho em này. Chị Nguyễn Thắm lấy màu xanh rêu ok chị này. Chị Thanh Nhàn lấy màu cam các thí yêu lưu ý cho em này. Giá 299.000 em chỉ áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em được chưa? Mình comment cho em đúng cú pháp này, màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và em sẽ ưu tiên là chốt đơn cho những chị nào chia sẻ livestream này nhiều nhất nha. Chắc chắn là phải có số điện thoại, số lượng cho 10 phút livestream đầu tiên với mức giá 299.000 không nhiều. Các chị phải comment nhanh, tránh trường hợp là mình comment chậm thì không có đơn nha. Rồi ok, chị Thu Thủy một chiếc màu cam
lên đơn đó chị, mức giá 299.000 thời trang của tôi ơi, chị chưa có số điện thoại mình không lên đơn được rồi. Rồi ok, chị Nguyễn Hương một chiếc màu cam lên đơn là chị mức giá 299.000 nha. Chị Nguyễn Nhung ok, chị một chiếc màu cam lên đơn là chị mức giá 299.000. 299.000 áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Em áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên nha. Rồi các chị yêu ơi, lưu ý cho em này, từ 40 đến 62 à 65 cân các chị mình có size mặc vừa nha. Chị Nguyễn Liên ơi, 57 cân mình mặc size XL cho em là quá đẹp rồi. Chị Nguyễn Hương lấy màu cam ở lấy size S ok chị, ok chị thời trang. Chị thời gian của tôi nên đơn là chị này, chị Nhàn Trần ok chị nha. Màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm này ok, thử màu xanh rêu vào cho các chị xem nha. Nói chung làm sao màu nào cũng đẹp, màu nào cũng hot rồi. Ok chị Nhân Trần này nên đơn là chị rồi này, chị Hương Nguyễn màu đen ok chị này. Chị Yên Trương ơi có đơn rồi, chị Hiền Nguyễn màu bò ok chị. Chị Nông Mỹ Trương màu cam ok chị. Chị Tiết Chu màu hồng ok chị Thơm Nguyễn màu cam ok chị. Chỉ 299.000 duy nhất trong 10 phút livestream đầu tiên nha. 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ cho em nhiều nhất thôi ạ. Rồi chị Ngọc Nguyễn màu cam lên đơn cho chị Hiền Nguyễn màu cam lên đơn cho chị. Chị Đoan Trang Phạm chưa có màu mình không chốt được đơn nha. Chị Hạnh Phương màu bò ok chị này. 299.000 phao Việt Nam xuất khẩu cao cấp, dáng dài ngang đùi các chị mặc lên cực kỳ đẹp. Đó, mặc lên cùng với một cái quần lacing như mẫu em mặc là quá là xinh rồi đúng không ạ? Rồi ok, chị Hạnh Phương lên đơn cho chị Hảo Nguyễn lên đơn cho chị này. Chị Hương Lê Hương Nguyễn lên đơn cho chị này. 299.000 áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này cho em nhiều nhất nhá. Rồi ok, lên đơn cho chị Nguyễn Liên này, lên đơn cho chị Nguyễn Thị Lan, lên đơn cho chị Nguyễn Nhung này, lên đơn cho chị Phạm Hằng này, lên đơn cho chị Đoan Trang Phan này, lên đơn cho chị Yến Trương, lên đơn cho chị Tuyết Chu này. 299.000 mẫu em đang mặc là màu xanh rêu quá là đẹp đúng không ạ? 299.000 màu cam mẫu em đang mặc này, 299.000 màu hồng này, 299.000 màu đỏ đô cầm đấy, 299.000 màu đen và 299.000 màu xám này, quá đẹp quá xinh này. Chưa chị yêu mình đà nào, chưa chị yêu nào của mình cần màu xám này, một lát nữa sẽ thử màu xám cho các tình yêu xem nhá. Rồi ok, chị Minh Quyên màu bò nên đơn chỉ mức giá 299.000 này. 1052 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em. Các tình yêu ơi, có quá nhiều comment của mình đặt hàng rồi đúng nhỉ? Mình quay ra chia sẻ cho em để tránh trường hợp là mình không chia sẻ thì không có đơn nha. Có quá nhiều comment của chị yêu mình đặt hàng, em vừa bán vừa giới thiệu sản phẩm. Có những chị yêu ở đây em đọc tên và có những chị yêu em không đọc tên bởi vì quá nhiều comment mình không thể đọc hết tên các chị được đúng không ạ? Nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này, màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là đơn hàng mình lên đơn thành công nha. Từ 40 đến 67 cân các tình yêu của em có size mặc vừa. Chị Đỗ Minh Anh ơi, màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment mặc cái màu xám lên các chị yêu xem nha. Màu xám quá là đẹp mà em chưa thấy một chị yêu nào chốt. Các chị comment màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em nào. Không cần phải hỏi 40 cân, 50 cân hay 60 cân mình mặc size gì nha. Những chị yêu nào mình ở khoảng cân nặng từ 40 đến 67 cân mình đều có size những chị yêu mặc vừa này. Hàng giá 299.000 chỉ áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Và số lượng cực kỳ có hạn thôi nên mình phải comment nhanh và chia sẻ đủ mới có đơn nha. 299.000 mẫu đang mặc màu xám, 299.000 màu cam, 299.000 màu hồng, 299.000 màu đỏ và 299.000 màu đen. Quá đẹp luôn. Em nói chị biết các chị là đây là mẫu sa khạp phao Việt Nam xuất khẩu đây. 299.000 tri ân trong 10 phút livestream cho các chị yêu nhà mình nha. Chỉ cần comment đúng cú pháp màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là đơn hàng của mình lên đơn thành công nha. Có quá nhiều comment đặt hàng ở đây em không thể đọc hết tên các chị yêu, nhưng cứ comment đúng cú pháp cho em là có đơn. Rồi chị Nguyễn Tuyền ơi, mình comment đúng cú pháp cho em là có đơn nha. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và chia sẻ đủ cho em nha. Chia sẻ đủ 5 lần ở chế độ công khai, chia sẻ lên trang và chia sẻ vào các hội nhóm. Màu xám của mình năm nay quá là đẹp, quá là hot rồi. Các chị yêu nhanh tay chọn màu xám này, em thấy quá là xinh luôn này. Rồi gà con tinh ranh ơi, 299.000 ship đồng giá 30.000 cho một đơn hàng nha. Ship đồng giá 30.000 cho một đơn hàng. Từ 699.000 xả cho các chị yêu chỉ còn 299.000. 299.000 nhà mình áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho các chị yêu nha. Rồi ok chị Huy Năm màu rêu ok chị. Rồi ok cho xem màu cam nha. Màu cam đi chị ơi, màu cam thì quá đẹp, quá xinh và quá tôn da, quá trẻ trung rồi đúng không ạ? Tuyết Chu màu cam cho em xin số điện thoại. Thu Sinh màu xám ok chị. Chị Vĩnh Vĩnh màu xám ok chị. Thu Sinh màu xám.
Thực sự với các chị là màu xám mình quá là đẹp đi thôi. Quá là đẹp đi thôi. Cái màu xám năm nay quá là hot, mặc nên vừa trẻ và không hề kén da. Da đen mình cũng mặc được và da trắng thì mình mặc quá là đẹp rồi đúng không ạ? Màu xám này mặc nên không sợ béo và cũng không sợ bẩn những cái tông màu kem hoặc tông màu trắng. Màu này mặc bên ngoài còn đẹp hơn bên trong này rất là nhiều này. Rồi chị Đồng Nguyễn một chiếc màu xám lên đơn cho chị Nhung Nguyễn một chiếc màu cam lên đơn cho chị. Thu Sinh có đơn rồi, các chị mình comment một lần cho em thôi nhá. Comment một lần màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và em cho em xin 5 lần chia sẻ là đơn hàng của mình lên đơn thành công này. Chỉ có 299.000 và em áp dụng trong 10 phút đầu tiên thôi. Ok chị Tuyết Chu này lên đơn cho chị này, chị Tuyết Chu màu cam ok chị này. Chị Nhã Uyên màu rêu ok chị nhá. 40 đến 67 cân mình có size các chị yêu mặc vừa này. Nhớ cho em xin 5 lần chia sẻ để đơn hàng mình lên đơn thành công nhá. Rồi chị Huệ Nguyễn màu đen ok chị này. Quá nhiều comment đặt hàng mình không đọc hết tên được các chị nhá. Có quá nhiều comment đặt hàng cho siêu phẩm này không thể đọc kịp hết tên tất cả các chị yêu ở đây. Rồi quá là rẻ, quá là đẹp rồi. Các chị đặt rất là nhiều đúng không ạ? Mình không thể đọc hết tên được các chị yêu ở đây. Mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại và cho em xin chia sẻ đủ 5 lần ở chế độ công khai là các chị yêu được lên đơn với mức giá từ 699.000 giảm cho các chị yêu chỉ còn 299.000 nhá. Rồi ok, quay đằng sau cho chị yêu mình xem nhá. 299.000 quá đẹp quá sang cho một em phao dáng dài như này đúng không ạ? Rồi Trần Lan Anh ok chị yêu, toán vàng ok, màu xám quá là đẹp luôn ạ. Từ 699.000 từ 699.000 em xả cho các chị yêu chỉ còn 299.000 thôi. Ok chị Dung này ok chị, rồi cảm ơn các tình yêu của em đã chia sẻ nhá. Rồi chị Hằng Hoàng rồi, các tình yêu ơi lưu ý cho em này, từ 699.000 em giảm xuống cho các chị yêu chỉ còn 299.000 thì chuẩn rồi đúng không ạ? Nhưng lưu ý cho em này, mức giá đó mình chỉ áp dụng trong 10 phút live stream đầu tiên và kèm điều kiện chia sẻ đủ cho em 5 lần nhá. Cho em xin 5 lần chia sẻ đủ ở chế độ công khai nha các tình yêu ơi. Chỉ 299.000 thôi. Ok này, bây giờ mặc cái màu hồng này. Màu hồng em cũng thấy quá là xinh luôn. Rồi ok chị Toán Vàng màu xám ok chị, Nai Nông màu cam ok chị nhá. Chị Nguyễn Nhung màu cam ok chị, 65 cân cao 1m55 mặc ok cho em nào. Cho em xin số điện thoại nào. Thu Sinh ơi mình có đơn rồi, đừng comment nữa này. Comment một lần cho em thôi nha các tình yêu ơi, comment một lần cho em thôi. Vì có quá nhiều comment đặt hàng của các chị yêu đúng ạ. Mình chỉ cần comment màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và cho em xin 5 lần chia sẻ là đơn hàng của mình đã được lên đơn thành công rồi đấy ạ. Rồi ok chị Hồng Bạch ơi, bổ sung ngay số điện thoại cho em nhá. Mình có thể thiếu size, mình có thể thiếu size. Mình có thể thiếu màu. Nhưng lưu ý cho em là không thể thiếu số điện thoại được. Bởi vì bên em chốt đơn với các chị qua số điện thoại đúng ạ. Cho nên phải cho em xin số điện thoại nha. Rồi chị Mai Mai lên đơn chị một cái màu xám 299.000 cho chị nha. Rồi chị Ruby Tuyền một cái màu xanh rêu lên đơn cho chị mức giá 299.000 này. Chị Bích Ngọc một cái màu xám lên đơn cho chị mức giá 299.000 này. Từ 699.000 trong livestream đặc biệt này của em xả cho các chị yêu của em chỉ còn 299.000. Cho em xin 5 lần chia sẻ ở chế độ công khai là mình được lên đơn thành công nha. 299.000 màu đen cho những chị yêu nào mình có cân nặng nhiều nhiều một chút này. 299.000 màu cam quá đẹp quá xinh này. 299.000 màu rêu. 299.000 màu đỏ. 299.000 màu xám và 299.000 màu hồng của mình nhá. Rồi chị Nguyên Hợi ơi ok, 54 cân mình mặc size L cho em quá là đẹp này. Ok chị Vũ Thị Nương màu cam đất, màu hồng của mình quá đẹp quá xinh. Màu hồng quá đẹp quá xinh luôn, màu hồng bạc rất là tôn da nhá. Màu hồng này là màu hồng đất quá đẹp quá xinh. Các chị chốt màu hồng này cũng rất là xinh này. Nguyễn Hợi lên đơn rồi, Vũ Thị Nương ok rồi. Các chị ơi, 299.000 áp dụng trong 10 phút live stream đầu tiên nhá. Từ 699.000 em xả cho các tình yêu của em chỉ còn 299.000 thôi. 10 phút live stream đầu tiên, sản phẩm này là hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Đủ size từ 40 đến 65 cân, thậm chí 67 cân cho những chị yêu nào mình cao trên 1m6 được chưa ạ? Rồi chị Nguyễn Thị Phương ok, chị màu xám ok chị. Chị bay vào bổ sung ngay số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Nhung ok, chị 53 cân mặc size L quá là đẹp rồi nào. Chị Thị Hà màu xanh rêu ok chị nha. 299.000 chỉ áp dụng 10 phút livestream đầu tiên, mình comment nhanh cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Màu hồng mẫu em mặc lên rất là trẻ trung này. Hàng có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân này. Chị Hồng Lý Hoàng Hiệp lấy màu xanh rồi. Từ 40 cân đến 65 cân nha. Chị Hồng Lý Hoàng Hiệp để lại số điện thoại cho em này. Chị Ngọc Nguyễn chị đã để lại số điện thoại kèm chia sẻ chưa thì đơn hàng của mình đã được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em lên đơn hàng cho chị Nguyễn Hằng luôn này. Màu ghi ok 40 cân mặc vừa size S này. Mẫu em mặc lên đấy là tông màu hồng nha. Shop em ở Hà Nội nha chị ơi, rồi có phao ngắn chị nhắn tin về shop cho em nha. Chị Phan Như Quỳnh lấy màu hồng đất để lại số điện thoại này. Em lên đơn cho chị Bo Xì một cái màu cam ok chị, 50 cân mặc vừa size M. Chị Thủy Nguyễn 299.000 màu hồng để lại số điện thoại cho em này. Chị Hiền Nguyễn
Chị Hiền Nguyễn này đơn hàng thành công cho chị, ok 48 cân mặc vừa size M này. Chị Hồng Lý Hoàng Hiệp ok chị nha. Chị Hội Lê màu hồng ok chị này, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị Lý Quang lấy màu đen để lại số điện thoại 52 cân mặc vừa size L cho em ạ. Chị Trương Nguyễn lấy màu hồng đất ok lên đơn hàng thành công cho chị này. Tông màu xám rất là trẻ trung cho các chị luôn nha, không kén da này. Chị Triều Thị Sơn chị có đơn hàng rồi nha, chị ơi nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Rồi em lên đơn hàng cho chị Lý Quang luôn này, ra chia sẻ luôn cho em nha. Lưu ý là chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Tông màu đen mỗi em mặc lên cho các chị này. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu cam này, 56 cân chị mặc vừa size L cho em nha. Có thêm đây là màu xanh rêu và cuối cùng là màu đỏ đô này. Rồi ok chị toán vàng một cái màu hồng size M ok chị luôn nha. 699.000 giảm còn 299.000, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này nha. Rồi ok chị điều ước giản đơn một cái màu hồng ok chị này. Mũ này không có lông nha chị ơi, nhưng mà các chị có thể tháo rời luôn cho em nhé. Mỗi em mặc lên là tông màu đen truyền thống cho các chị mặc lên đây, quá sang quá xinh này. Rồi ok chị Thoa Nguyễn một cái màu đen 53 cân mặc vừa size L cho em nha. 55 cân chị Bola chị lấy mặc vừa size L cho em này. Chị Bi Bóng lấy màu xám size M có nha chị ơi. Ok chị Bảy Phạm một cái màu xám luôn này. Chị có 699.000 giảm còn 299.000, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream đủ 5 lần trở lên cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi chị Hồng Lý Hoàng Hiệp đã lên đơn hàng cho chị một cái màu xanh rêu rồi nha. Rồi ok chị Kiều My 299.000 màu đen size L của chị này. Chị bé Hạt Tiêu lấy màu hồng đất để lại số điện thoại cho em này. Màu đen nha, có thêm màu hồng cho các chị lựa chọn này. Phao ngắn nhắn tin về shop cho em nha chị ơi, 299.000, áp dụng chia sẻ livestream nha. Rồi ok chị Hồng Lý Hoàng Hiệp đã lên đơn cho chị rồi này. 60 cân chị Nhâm nhút nhát mặc vừa size XL cho em nha. Rồi Châu Vũ 45 cân mặc vừa size S cho em này. Ok chị Đỗ Minh Anh đã chia sẻ luôn nha. Rồi các tình yêu ơi, mình không cần phải hỏi em là 40 cân hay 50 cân hay 60 cân chị mặc size gì đúng không ạ? Mà những chị yêu nào ở khoảng cân nặng từ 40 đến 67 cân, cao trên 1m6 mình có size mặc vừa nhá. Hàng này là hàng xả rồi và em chỉ áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream này thôi. Nên chị yêu nào muốn mua sản phẩm này với mức giá ưu đãi trên thì mình phải comment nhanh đúng không ạ? Comment nhanh thì mới có đơn, mà mình cứ hỏi như thế thì chắc chắn là sẽ không có đơn đâu ạ. Comment nhanh và kèm 5 lần chia sẻ đủ cho em nhá. 299k kèm màu kèm số điện thoại là nên đơn thành công với mức giá là 299 rồi. 48 cân mình mặc size M, các thị yêu nghe em nói rõ này, vì là hàng xả, số lượng hạn chế và quá nhiều người mua nên mình lưu ý cho em từ 40 cân đến 65 cân mình có size mặc vừa. Mình không cần phải hỏi 40 cân hay là 50 cân hay 60 cân mình mặc size gì, bởi vì hàng xả thì các chị yêu nhà mình tranh nhau mua mới được đúng không ạ? Mình hỏi như thế thì sẽ không bao giờ có đơn, bởi vì các chị thấy đó, comment nhảy liên tục đúng không ạ? Rồi chùm qua mông chị ơi, chùm qua mông gần ngang qua đầu gối quá là đẹp rồi. Em nói thật là 299.000 này bao giá toàn thị trường cho các chị yêu luôn. Hồi nay ơi phải có số điện thoại cho em nhá. Phải có số điện thoại cho em, chị Nhâm nhút nhát ok chị này. Chị Niên Nguyễn màu đen ok tình yêu nha. Màu kèm số điện thoại cho em chị Giang Nguyễn này. Và các chị yêu đặc biệt lưu ý cho em này, có quá trời comment đặt hàng cho siêu phẩm này đúng không ạ? Mình không thể đọc hết tên tất cả các chị yêu ở đây được, nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại là đơn hàng của mình đã được lên đơn tự động thành công trên hệ thống của Thời Trang Công Sở. Và cho em xin chia sẻ 5 lần ở chế độ công khai, bao gồm lên trang cá nhân và lên các hội nhóm nha các chị yêu ơi. Chỉ cần 5 lần thôi, không cần nhiều. Một bữa chia sẻ như thế mà các chị được giảm từ 699.000, mình giảm cho các chị yêu chỉ còn 299.000. Rồi chị Nê Cần ơi, mình không có màu vàng nha chị ơi, em đọc này màu nha. Em đọc này màu để các chị yêu mình sẽ ngắm kỹ nha. Mã sản phẩm mẫu đang mặc em là màu đỏ đô này. Em có thêm màu hồng cho các tình yêu lựa chọn, có thêm màu xám thì quá là hot rồi. Em có thêm màu đen, em có thêm màu cam nha. Màu này nhà mình gọi cho em màu cam không phải màu vàng nha. Và có thêm màu xanh rêu nha. Rồi ok em chốt đơn tiếp cho các chị yêu nhà mình này. Rồi chị Thu Vũ ơi, mình không có số điện thoại em không chốt được đâu. Chị Trần Thủy ok, chị Hội Nê ok, chị Hoàng Sen ok chị. Đúng rồi, chỉ có 299.000 thôi, quá là rẻ và em bao giá toàn thị trường cho các tình yêu nha. 299.000 nhà mình chỉ áp dụng trong những phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ nhiều nhất thôi nha. Rồi chị Thảo Nguyễn màu đen size màu ok, chị Nê Cần màu hồng ok chị này. 299 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp lên đơn hàng thành công cho siêu phẩm này của em. Và nhớ là cho em xin 5 lần chia sẻ đấy, tương tác nha các tình yêu ơi. Ok lên đơn chị Phương, chị Phương Thanh Thanh này. Em nhắc lại Thu Vũ không có số điện thoại em không chốt nha. Những giây phút đầu tiên của livestream
chốt cho các chị mức giá 299.000 thôi. Ok chị Na Nguyễn màu đỏ đô, ok chị Yên Thị Hồng đô, ok chị màu xám này. Rồi chị Lê Cần ơi, ok mình nhầm màu cam, ok chị nha. Rồi chị Trần Nụa màu đỏ, ok chị rồi. Từ 40 đến 67 cân có size cho các tình yêu của nhà mình mặc vừa nha. Rồi chị Thu Hiền màu đen size KN, ok chị này. 299.000 vừa bán vừa biếu vừa kỷ niệm các tình yêu rồi. Em bao giá toàn thị trường. Ok thử lại màu hồng cho các chị yêu mình ngắm này. Quá là đẹp luôn, em nói thật là 6 tông màu này lựa chọn cho các chị yêu nhà mình quá là kỹ càng rồi. Đó, quan trọng các chị thích màu gì thôi, nhưng em thấy cái màu xám ấy đẹp quá trời này. Chất phao nỉ nha chị ơi, chất phao nỉ mặc lên cực kỳ sang. Chất phao nỉ mặc lên thì quá là sang rồi đúng không ạ? Rồi, chia sẻ cho em nha các tình yêu ơi, đủ cho em 5 lần, xin các chị 5 lần chia sẻ ở chế độ công khai nha. Ok, chị Triệu Thị Sơn đổi màu gì cũng được, ngày mai bên em còn gọi điện thoại chốt đơn hàng nha. Chị Na Nguyễn lên đơn cho nhà mình, chị Yên Hồng, Yên Thị Hồng Đỗ ok, chị Thúy Huỳnh Thị ok chị này, chị Nò Thương ok chị này. 299.000 áp dụng trong những phút livestream đầu tiên, trong những giây phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào nhà mình chia sẻ nhiều cho em nhất nha. Rồi chị Trần Thủy màu xanh rêu ok, chị Út Chi ok chị này. Rồi chị Nguyễn Thanh ok chị, các chị yêu nhà mình lưu ý cho em này, mình không cần phải hỏi 50 cân lên 60 cân mình mặc size gì đúng không ạ? Từ 40 đến 67 cân bao size các chị mặc vừa. Các chị để lại số điện thoại kèm màu và cho em 5 lần chia sẻ là đơn hàng mình lên đơn thành công rồi. Bởi có quá nhiều comment đặt hàng em không thể đọc hết tên các chị ở đây được. Nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em là nhà mình có đơn. Ngày mai nhân viên bên em còn gọi điện thoại chốt đơn, chốt màu, chốt size, chốt số nên là các chị yên tâm được chưa? Rồi Trần Nam Anh ok chị, Blo Bna ok chị này. Rồi chị Sang Chu ok chị này ok. Đó màu hồng mặc lên quá là xinh luôn. Màu hồng này chia sẻ với các chị là năm nay quá là hot cho cái màu hồng cam này đúng không ạ? Màu hồng cam này năm nay quá là hot, quá đẹp và quá sang rồi. Ok bé hạt tiêu màu xám nha, mặc lại cái màu xám nữa tình yêu ngắm nữa nha. Em thấy cái màu xám quá là đẹp luôn. Màu xám bên ngoài đẹp vô cùng luôn nha. Rồi chị ơi, nhà mình bán cho các chị 10 phút livestream đầu tiên cho siêu phẩm này từ 699.000 mình giảm xuống cho các chị còn 299.000 nha. Phao Việt Nam xuất khẩu các chị nhìn cho em, made in Việt Nam nha. Từ 40 đến 67 cân mình có size mặc vừa và có đến tận 6 tông màu cho các chị lựa chọn, tha hồ lựa chọn cho em được chưa ạ? Rồi tông màu em cầm trên tay đây là màu đỏ 299.000 kèm màu kèm số điện thoại này. Em cầm trên tay cho nhà mình đây là màu cam này. Em cầm trên tay cho nhà mình đây là màu rêu, cầm trên tay cho nhà mình màu đen và cầm trên tay cho nhà mình màu hồng và đặc biệt có thêm màu xám thì quá là hot luôn. Chị ơi, mẫu em cao 1m68-69 mà mặc đến gần ngang đầu gối rồi. Mặc gần ngang đầu gối form này thì quá là đẹp rồi. Người thấp mặc cũng được, người cao mặc cũng ok. Út chi 60 cân mặc size KN rồi. Hoa trái mùa màu đỏ ok chị nha. Nhâm nhút nhát ok chị màu đỏ nha. Rồi chị Nam Trương đỏ đô 63 cân ok tình yêu này. Bùi mến ok chị này, 299.000 trong những phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào nhà mình chia sẻ cho em nhiều nhất nha. Và có 6 tông màu cho các tình yêu lựa chọn từ 40 đến 67 cân các chị yêu nhà mình có size mặc vừa. 299.000 mẫu đang mặc màu xám quá là đẹp rồi. Chất liệu phao nì nha các chị ơi, phao nì thì mình mặc lên quá là sang rồi đúng không ạ? Phao nì thì mặc lên quá là sang rồi, thiết kế cho mẫu này cực đẹp này. Thiết kế cho mẫu này quá là độc đáo luôn, đứng luôn vào đây. Thiết kế cho mẫu này nhà mình quá là độc đáo này, phần trên ôm nha. Phần trên ôm nha các chị này, từ phần eo xuống là đã có độ A rồi. Nên những chị yêu nào mà mình béo bụng, thực sự là những chị yêu nào mà thân hình mình không được cân đối á, mà mình mặc cái mẫu này lên của em thì em bao giấu hết được tất cả những nhược điểm đó. Form nó quá là đẹp, độ dài thì vừa phải, người cao mặc cũng được, người thấp mặc cũng ok nha. Rồi ok các chị yêu nhà mình lưu ý cho em này, 40 đến 67 cân có size mặc vừa, không cần phải hỏi 40 cân hay 50 cân mặc size gì. Rồi có quá nhiều comment chị yêu nhà mình đặt hàng, có thể em không đọc hết tên lên, nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại và nhớ là cho em xin 5 lần chia sẻ để đảm bảo đơn hàng mình lên đơn thành công nha. Rồi Thúy Hình thì ok, chị Trần Thị Lê Huyền ok chị này. Rồi bây giờ sẽ mặc lại màu gì đây, các chị yêu nhà mình muốn mặc lại màu gì, em sẽ nói mẫu thử đủ các màu cho các chị yêu nhà mình ngắm nha. Rồi mặc lại cái màu xanh rêu cho các chị xem này, quá đẹp quá sang này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại cho em phao nỉ nha, quá xinh luôn. 10 phút livestream đầu tiên nha, 10 phút livestream đầu tiên áp dụng cho các chị mức giá 299.000 cho những chị yêu nào của em chia sẻ này. Form này thì quá là đẹp luôn rồi, phần trên ôm này, phần dưới có độ A một chút nên là béo bụng thì bon chen hết vào đây cho em này. Chị Nguyễn Thị Minh Tứ ok, chị màu xám cho chị 299.000 nha. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại, dành ra 10 số điện thoại nữa với mức giá 299.000 này. 10 số điện thoại nữa, chỉ 10 số điện thoại nữa thôi được chốt với mức giá 299.000 nha. Rồi ok chị Thủy Huỳnh Thị một cái này.
Rồi một chút nữa mẫu sẽ mặc lại đỏ đôi cho các chị nha. Hàng này hàng xả nên là các chị chốt nhanh chốt lẹ lại cho La Chi. Chốt lên chốt lẹ tại La Chi mình cho em này. Rồi ok, một chút nữa mẫu quay đằng sau cho các chị nha. Các chị chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em cũng được nha. Chị Ngọc Nguyễn này, một chút mẫu này sẽ mặc lại màu cam cho các chị. Lưu ý với các chị là hàng này hàng xả, em chỉ xả trong những cái giây phút đầu tiên của livestream thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lại này. Rồi ok, chị Yên Thị Hồng Đỗ nha, 299.000 một cái màu xám 49 cân mà vừa xem mờ này. Chị Toàn Cu Nguyễn này, 299.000 một cái màu xanh rêu, ok chị nha. Áo phao rất là đẹp luôn, 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đủ 5 lần để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp nha. Và hôm nay bên em sẽ xả trong 10 phút đầu tiên cho các chị với mức giá chỉ có 299.000 cho các chị nha. Rồi ok, chị Thu Hiền 299.000 màu đen này, chị Thùy Trâm 299.000 màu xanh rêu, ok nên đơn hàng thành công của chị này. Ra chia sẻ ngay cho em để đơn hàng được lên đơn hàng thành công nha. Màu rêu em mặc lên quá sang quá xinh luôn này. Rồi ok, Lê Thảo Lê Thị Phương ok lên đơn hàng cho chị này. Chị Nguyễn Mến màu đỏ ok, chị 40 cân mặc vừa size S này. Chị Hưng Hoàng màu xanh rêu ok chị luôn này. Rồi ok, chị Hiền Nguyễn Mai báo với nhân viên gọi điện cho em nha. Rồi ok, chị Nguyễn Lan 229.000 màu cam lên đơn hàng cho chị. Thu Phương Nguyễn 229.000 màu xanh rêu ok chị luôn này. Rồi chị Hải Liễu lên đơn hàng đỏ đô bộ 229.000 ok nha. Rồi ok, Vân Vũ lên đơn hàng thành công cho chị luôn này. Rồi ok, em sẽ cho các chị xem lớp bên trong nha. Rồi ok, chị Thơm Lê lên đơn hàng thành công của chị này. Chị Lê Thanh ok, 229.000 màu đỏ đô ok chị luôn nha. Rồi chị Thúy Cân để luôn lại số điện thoại ok, chị Huế Hoàng này ok, chị Thùy Trâm xanh rêu nha. Đây lớp bên trong của nó là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị này. Hàng đủ size đủ số rồi ok, chị Su Su có đơn hàng đỏ đô nha. Chị Mai Linh màu đỏ ok, 62 cân lên đơn hàng thành công cho chị này. Rồi ok, mẫu mặc lại đỏ đô cho các chị ngắm nha. Mặc lại đỏ đô cho các chị muốn ngắm một lần nữa này. Màu này là màu xám nha chị Thơm Lê ơi, màu xám nha. Comment đúng cú pháp cho em này. Rồi ok, chị Heo Hip màu xanh rêu ok chị này. 229 kèm màu, 299 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu sẽ thay màu liên tục cho các chị xem này. Hàng đủ size đủ số cho các chị em lựa chọn luôn á. 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số mặc vừa cho em nha. Lưu ý là phải chia sẻ cho em đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công. Và hàng này là hàng xả bên em nên là các chị không cần phải hỏi xem là size số mình mặc như thế nào hay là màu sắc như thế nào. Mai bên em sẽ có riêng đội ngũ nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu, kèm xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Các chị chỉ cần xem là số điện thoại mình cho đã đúng chưa ạ. Rồi ok, chị Vân Trần một cái màu xám ok này, 229k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Quá rẻ quá đẹp luôn, hàng phao Việt Nam xuất khẩu cho các chị đây ạ. Cực kỳ nhẹ luôn nha các chị em, rất là nhẹ luôn này. Mặc lên người thì cực kỳ thoải mái. Và hôm nay bên em xả này, xả chỉ có 30 cái nha, bán trong vòng những phút đầu tiên cho các chị với mức giá 299.000. Chị em nào lấy, chị em nào yêu thích này, comment nhanh tay cho em nha. Đây màu đỏ đô mẫu em đang mặc lên cho các chị đây nha. Những chị em nào thích ngắm màu đỏ đô nhanh tay vào đây ngắm màu đỏ đô cho em này. Rồi ok, chị La Nguyễn 229.000 màu đỏ đô xem mờ ok nha. 229k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Toàn Cung Nguyễn một cái màu đỏ đô lên đơn hàng cho chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đỏ đô này. Rồi chị Ngọc Nguyễn để lại số điện thoại cho em đi ạ. Đây mặc màu đỏ đây chị ơi. Chị Đoàn Vũ cho em xin số điện thoại, chốt đúng địa chỉ, chốt đúng cú pháp cho em là 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên cho em nha. Rồi ok, chị Bolobola này 299.000 màu đỏ đô ok này. Chị Thuần Lê 299.000 màu đen ok, 52 cân mặc vừa size L cho em. 40 cân đến 68 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok, chị Tùng Cao Thị một cái màu rêu 50 cân mặc vừa size M này. Chị Sâm Lê chị bao nhiêu cân chị ơi, comment cho em nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại này. Da chị hơi ngăm, chị có thể chọn cho em cái màu xám này nha, hoặc có thể là cái màu hồng này cho em này. Rồi ok, chị Ngọc Huyền 299.000 màu hồng ok chị này. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Lan một cái màu đỏ ok nha. Đây màu đỏ đô mẫu em mặc lên đây, chị em nào ưng chị em nào ngắm nhanh cho em này. Quá là đẹp, quá là sang luôn nha. Đây là hàng Việt Nam xuất khẩu này, chất thì cực kỳ là đẹp cho các chị lựa chọn rồi. Số em ở Hà Nội rồi, chị Trần Xuyến lấy màu gì comment màu cho em nha. 229k kèm màu, kèm số điện thoại ok chị Triệu Thị Sơn này. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng nha. Rồi ok, Ngô Thị Ngọc màu rêu này 229.000 nên đơn hàng cho chị, 50 cân mặc vừa size M cho em nha. Quá là đẹp luôn, màu nào mặc lên cũng nổi luôn nha. Có thêm màu xám cho các chị này. Rồi bây giờ mẫu em sẽ thử lại cái tông màu
thử lại cái tông màu cam này cho các chị xem nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Ok chị Hợp Phương, 299k màu đỏ đô ok này. 229k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Chị em nào da hơi ngăm một chút lựa chọn luôn cho em cái mẫu màu xám này, quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu hồng cho các chị lựa chọn nha. Chị Thoa Phó này, để lại số điện thoại cho em màu đỏ đô đi chị ơi. Có thêm màu này là màu xanh rêu cho các chị này. Rồi ok chị Đỗ Nhung luôn nha. Chị Bích Hồ Thị 50 cân mặc vừa size M lấy màu đen, để lại số điện thoại này. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn em lên đơn hàng cho chị nha. 80 cân không vừa nha chị ơi. Rồi ok chị Đức Lâm một cái màu rêu 50 cân mặc vừa xanh màu này. Đây một chút nữa mẫu đang đi thử màu cam lại cho các chị nha. Rồi ok chị Ngọc Nguyễn một cái màu cam 40 cân mặc vừa xanh S này. Chị Tuyết Chu để lại số điện thoại cho em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Nguyễn Anh 299.000 màu đỏ ok này. Chị Trần Xuyến lấy màu xanh ok chị nha. Quá sang quá xinh luôn đây màu cam, mẫu này là mặc lên đây cực kỳ trẻ trung nha các chị này. Chị Trần Xuyến lấy màu xám ok chị luôn nha. Chị Đoan Vũ để lại số điện thoại nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok chị Trinh Nguyễn này, hàng này hàng phao Việt Nam xuất khẩu, hàng xả nên em sẽ chốt nhanh chốt lẹ nha. Em sẽ chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên thôi nên là các chị phải chốt thật nhanh cho em này. Da ngăm da đen thì lựa chọn luôn cho em cái mẫu màu cam, màu xám hoặc có thể là màu hồng nha. Rồi ok chị Nguyễn Cúc lấy màu cam ok chị này. Chị Thoa Phó lên đơn hàng thành công cho chị rồi nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên vào các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Và em đã kiểm tra rất em đã kiểm tra lượt chia sẻ nha, em đã kiểm tra lượt chia sẻ nhưng còn rất là ít lượt chia sẻ nên là các chị chưa hề chia sẻ, trong này có rất là nhiều chị chưa hề chia sẻ này. Rồi bây giờ mẫu em sẽ mặc thử lại cái màu hồng này cho các chị xem nha. Rồi ok chị Gato Khánh Huyền này, cho chị Gato Khánh Huyền một cái màu hồng vâng ạ. Rồi ok chị Đoan Vũ này lên đơn hàng thành công của chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Ngô Thị Ngọc chị comment đúng cú pháp là 299k màu hồng cho em ok chị nha. Rất là đẹp luôn màu đỏ này. Rồi một chút mẫu sẽ mặc lại màu đen cho các chị nha. Rồi ok chị Thảo Lê Thị Phương màu xanh rêu ok chị này. 48 cân mặc vừa size M cho em. 699.000 giảm còn 299.000 áp dụng chia sẻ livestream đủ 5 lần. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ nha. Bên em chỉ có dáng như thế này thôi, dáng này đã mẫu em cao 1m68-69 mà đã mặc đến ngang đầu gối rồi nha. Rồi cô ok chị Ngô Thị Ngọc này, 299.000 một cái màu hồng nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Đây mẫu em mặc lên là tông màu hồng như các chị đây, quá đẹp quá xinh này. Rồi ok Đỗ Nhung 299.000 màu cam nha. Ok Trần Xuyến size L này. Một chút mẫu sẽ thử lại full tất cả các màu cho các chị. Mẫu em mặc lên là tông màu hồng này, có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu xanh rêu đây, quá là trẻ trung nha các chị này. Có thêm màu xám nha, màu xám này. Có thêm tông màu đen này và cuối cùng là tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Cầu Vồng một cái màu hồng size L ok nha. Nguyễn Cúc một cái màu cam ok chị luôn này. Màu hồng mẫu em là mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi ok chị Bảo Bình 299.000 màu hồng ok chị nha. Hàng xả nên là có số lượng có hạn nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ. 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nên các chị không cần hỏi xem là chúng ta bằng nào cân chúng ta mặc vừa hay không. Mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn cho các chị nha. Rồi ok chị Mạnh Vũ Duy một cái màu xám ok chị này. 46 cân mặc vừa size M cho em nha. Mẫu vừa mặc màu đỏ xong nha chị ơi, mẫu đang mặc thử sang màu này cho các chị này. Quá là sang và trẻ trung như cái màu hồng này luôn nha. Đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Rồi màu hồng này, có thêm màu đỏ đô, có thêm màu xanh rêu, có thêm màu xám và màu đen nha. Rồi ok chị Nguyễn Nguyễn một cái màu hồng size L ok này. Comment cho em 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên thì đơn hàng của các chị mới được lên đơn hàng thành công. Chị Phạm Thị Ngọc lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em đi ạ. Màu nào mặc nên cũng đẹp, màu nào mặc nên cũng rất là nổi và sang như các chị nha. Màu hồng mẫu em đang mặc lên cho các chị này. 699k giảm xuống chỉ còn 299k, chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream đủ 5 lần nha. Tránh việc mình không chia sẻ livestream sẽ bị hủy đơn hàng thì rất là tiếc luôn nha. Rồi mẫu sẽ mặc thử lại cái tông màu xám cho các chị một lần nữa cho các chị xem này. Màu xám này thì quá hot trong mùa đông năm nay rồi nha. Rồi ok chị Bích Hồ Thị này, 299.000 một cái 50 cân mặc vừa size M cho em nha. Rồi ok chị Tôm Quỳnh 299.000 màu hồng này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn luôn nha. Đây có màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Chị Phan Như Quỳnh 64 cân thì mặc vừa size 2XL cho em nha. Có thêm màu xanh rêu này. Ok chị Phạm Thị Ngọc màu đỏ đô ok chị nha. Có thêm màu đen truyền thống này, có thêm màu cam này, có thêm màu xám và cuối cùng là màu hồng nha. Chị Duyên Nguyễn 299.000 màu đỏ đô ok chị.
này, quá đẹp quá sang luôn. Ok chị Cúc Kim 299.000 màu đỏ nha. Comment cho em 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 10 lần, đủ 5 lần trở lên vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, các chị đã chia sẻ này. Chị Đỗ Nhung 299.000 màu xanh rêu 49 cân nên đơn hàng thành công của chị size M nha. Đây màu xám ơi, nam mặc lên quá xinh nha. Lại gần đây cho các chị nhìn này, nhìn chất phao nha. Phao này là phao lì cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp, siêu nhẹ cho các chị luôn nha. Siêu nhẹ luôn rồi. Ok, chị Nhật Nguyễn 299.000 màu đỏ đô 48 cân mặc vừa size M này. Hàng xả nên các chị chốt nhanh chốt lẹ và em cũng chỉ còn vài phút nữa bán với mức giá là 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. 42 cân chị mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Màu xám ơi là mặc lên này, có thêm tâm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tâm màu xanh rêu này. Ok Phạm Thị Ngọc nha, có thêm tâm màu đen truyền thống này, có thêm tâm màu cam và cuối cùng là tâm màu hồng nha. Tâm màu hồng cho các chị này quá là sang và trẻ trung luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Mẫu em đang mặc là màu xám nha chị ơi, mẫu em đang mặc là size M đấy ạ. Comment đúng cú pháp này, bên em chỉ có dáng như mày như thế này thôi nha. Rồi chị Nhung Trần lấy 299.000 màu hồng để lại số điện thoại 54 cân mặc vừa size L. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ, em cũng chỉ còn bán 3 phút livestream này với mức giá là 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh cho em này. Chị Nguyễn nụ cười này lấy màu hồng để lại số điện thoại cho em đi ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Chị Nguyễn Nhung lấy màu đỏ để lại số điện thoại cho em, quá sang với cái mẫu thiết kế màu xám như thế này nha. Đủ size đủ số 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa cho em này. Rồi ok Nguyễn Sen 299.000 màu hồng nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Lưu ý là phải kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Chị Nguyễn Tuấn 299.000 màu cam để lại số điện thoại cho em đi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Nhung một cái màu đỏ ok nha. Rồi chị Ngọc Nguyễn ok lên đơn hàng thành công cho chị một cái màu rêu này. Chị Trần Xuyến 50 cân mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Nhân màu đen để lại số điện thoại cho em đi này. Lên đơn hàng thành công cho chị Thủy Vinh Nguyễn 299.000 một cái áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu như này, quá sang luôn, không nhanh tay là hết nha. Rồi ok Nguyễn nụ cười một cái màu hồng ok này. Hàng đủ size đủ số 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa luôn cho em. Hàng này phao dáng dài nha, hàng Việt Nam xuất khẩu siêu nhẹ cho các chị mặc lên người luôn nha. Và em cũng chỉ còn 3 phút cuối cùng bán với mức giá ưu đãi cho các chị là 299.000 này. Rồi ok chị Nguyệt Tuấn này 299.000 màu cam 52 cân mặc vừa size L. Rồi chị Tôm Quỳnh 43 cân mặc vừa size S cho em nha. Bây giờ mẫu em sẽ thử lại cái tông màu đen truyền thống cho các chị xem này, thử phun tất cả các màu cho các chị xem luôn, màu nào mặc nên cũng nổi. Rồi ok chị Hải Hà Hotel 299.000 màu đỏ đô 55 cân mặc vừa size L. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Phao này là phao siêu nhẹ rồi nha các chị em, còn cái tay nó nhẹ bông này. Rồi ok chị Thu Hiền 299.000 màu hồng ok nha. Chị Oanh Trinh Oanh này 299.000 màu rêu ok này. Một chút mẫu thử xong sẽ quay lưng lại cho các chị xem nha. Chị Hảo Hảo 60 cân mặc size XL ok chị này. Rồi ok chị Nhãn Trần 299.000 một cái màu đen ok 57 cân mặc size XL cho em nha. Có nha chị ơi, muốn mua mẫu áo dáng ngắn thì vào nhà tin về cho sốt, sẽ có nhân viên bên em trả lời cho các chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần và các hội nhóm công khai đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Và em cũng chỉ còn 3 phút nữa xả bán với mức giá ưu đãi cho các chị là 299.000 thôi. Từ 699.000 giảm xuống chỉ còn 299.000 cho các chị nha. Rồi ok chị Bùi Lý 299.000 màu đỏ đô 64 cân mặc size 2XL cho em này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen truyền thống cho các chị nha. Rồi chị Hảo Hảo lấy màu đen 299.000 ok chị rồi nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu sáng như mẫu em đang cầm, chị em nào mà da ngăm da đen một chút chúng ta lựa chọn cho em nha. Rồi ok chị Nguyễn Sen 299.000 màu hồng này. Rồi ok chị Hảo Hảo lên đơn hàng cho chị nha. Chị Tôm Quỳnh lấy màu rêu, nếu màu rêu ok này, màu rêu cho chị xem đây chị ơi, màu rêu quá là sang luôn. Màu rêu lúc nào cũng là màu rất là trẻ trung này. Rồi ok em sẽ cho các chị xem bên trong của mẫu áo này nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Rồi ok chị Bùi Lý đã lên đơn hàng thành công cho chị rồi nha chị ơi. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em đi ạ. Em chỉ còn nhận 5 đơn hàng trong vòng 3 phút nữa thôi nha. Rồi ok chị Mai Ninh này đổi sang màu xám cho chị ok này. Màu nào mặc nên cũng đẹp, màu nào mặc nên cũng nổi. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì mới có đơn hàng nha. Không chốt nhanh là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đủ size đủ số 40 cân này, 40 cân đến 67 cân quay đầu cho em nha. Đây ở bên trong của nó là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị đi ạ. Mềm mịn nha, phao rất là nhẹ cho các chị mặc lên người cực kỳ thoải mái luôn.
Mẫu em mặc lên đấy là tông màu đen cho các chị, quá sang quá xinh luôn này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Thơm Phạm, 299.000 màu đen 50 cân mặc vừa size M này. Rồi ok chị Toàn Thu Nguyễn này, đổi sang cho chị một cái màu đen ok nha. Màu đen mẫu mặc lên màu truyền thống cho các chị rồi. 299k chốt nhanh chốt lẹ tại livestream, số lượng có hạn nha. Số lượng có hạn, các chị xem là chúng ta đã comment đúng số điện thoại của mình chưa này. Rồi ok chị Đỗ Nhung đỏ đô xanh rêu màu cam 49 cân mặc vừa size M nha. Ok chị Cầu Vồng thêm cho chị một cái màu xám ok size L này. Mua cho mình, mua cho bạn bè mình, tặng bạn bè mình cũng quá là đẹp nha. Minh Thủy Nguyễn màu đỏ đô ok chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Huệ Huệ 299.000 màu hồng này. Nguyễn Ngọc Nhi màu không có màu bò nha chị ơi, đây là màu cam nha. Đây là màu cam, comment đúng màu cho em này. Rồi ok chị Hưng Hoàng màu đỏ đô ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Nếu không chia sẻ là đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn nha. Quá là đẹp luôn, chia sẻ 5 lần cho em này. Rồi ok chị Nhung Trần rồi nha. Chị mẫu em đang mặc là size M nha chị ơi, mẫu em đang mặc là size M, hàng đủ size đủ số cho em này. Chị Phương Hoàng để lại số điện thoại cho em cái màu đen này. Chị Quyết Đào Quyết này màu đen ok 52 cân mặc vừa size N này. Chị Xuyến Sam ok màu đen lên đơn hàng thành công của chị 55 cân size L cho em này. Huệ Huệ 299.000 màu hồng ok lên đơn hàng cho chị nha. Hằng Nguyễn một cái màu xám 57 cân mặc size N lên đơn hàng cho chị luôn. Nào chốt nhanh chốt lẹ tại livestream hàng xả nên là số lượng có hạn. Các chị không chốt nhanh chốt lẹ là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và ra chia sẻ nhanh tay cho em nha. Chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này, hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng ok. Chị Mạc Phương một cái màu xám ok này, 52 cân mặc vừa size L cho em nha, 40 cân đến 60. Rồi ok chị Ngân Nguyễn này một cái màu rêu 60 cân mặc size XL ok chị nha. Comment đúng cú pháp cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Màu nào mặc nên cũng nổi. Rồi ok Tống Thị Liên một cái màu xám ok này. Rồi ok mẫu sẽ mặc lại màu đỏ đô cho các chị xem nha. Theo yêu cầu của các chị mẫu sẽ mặc lại màu đỏ đô này. À chị ơi đây là màu hồng đất nhỉ, màu này là màu hồng đất này. Rồi chị Nguyễn Sen lấy màu đen để lại số điện thoại này. Ok chị Phương Hoàng một cái màu đen, chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ bán khoảng 2 phút nữa với mức giá là 299.000 cho các chị thôi nha. Rồi ok cho chị Lê Huế 299.000 màu đen 50 cân mặc vừa size M này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Màu nào mặc nên cũng đẹp, màu xanh rêu này quá là đẹp cho các chị này. Có thêm tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Rồi ok chị Sang Chu nha. Ok chị Nguyễn Sen một cái màu đen ok này, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Em chỉ còn 3 phút cuối cùng bán với mức giá là 299.000 thôi. Lên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đỏ đô cho các chị nha. Màu đỏ đô thì quá là nổi luôn rồi. Có thêm màu xanh rêu cho các chị lựa chọn quá là xinh này. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha. Một chút nữa mẫu sẽ thử lại nha chị ơi, có thêm tông màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chị Lan Vì lấy màu xanh rêu 75 cân không vừa nha. Rồi ok chị Tuyết Tuyết một cái màu đen 299.000 này, size S ok chị này. Nguyễn Oanh 299.000 màu đỏ đô lên đơn hàng thành công cho chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. Có size S nha chị ơi, có size từ S đến 2XL cho các chị lựa chọn này. Rồi ok một chút mẫu mặc lại màu cam nha. Rồi ok chị Hoàng Thị Hằng màu đen 299.000 ok nha. Hàng có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 67 cân mặc vừa. Rồi ok Phạm Hoa 299.000 màu đỏ đô và màu cam 50 cân mặc vừa size M này. Rồi ok chị Ô Mai Thanh 299.000 màu đỏ đô lên đơn hàng thành công của chị nha. Phương Dung ok chị 65 cân mặc size 2XL màu cam ok này. Comment cho em nhanh tay đi em, chỉ còn 3 phút cuối cùng nha. 3 phút cuối cùng nữa thôi này. Hoàng Thị Hằng 299.000 màu đen ok này. Lan Vì lấy màu đen 75 cân không có nha chị ơi. 40 cân đến 67 cân quay đầu thì có size mặc vừa cho em nha. Quá sang quá xinh này. Rồi ok Huệ Huệ màu hồng ok lên đơn hàng cho chị 52 cân mặc vừa size L này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Em sẽ kiểm tra xem lượt chia sẻ của các chị đã chia sẻ hay chưa này, từng chị một đã đủ 5 lần hay chưa nha. Rồi ok chị Liên Hà 299.000 màu xanh để lại số điện thoại này. Chị Hồng Hương Spa này 299.000 màu đỏ đô để lại số điện thoại. Rồi ok lên đơn hàng cho chị này. Chị Mai Anh Bùi lấy màu gì để lại màu cho em nha. Chị Đào Vân 299.000 màu đỏ đô ok lên đơn hàng thành công cho chị. 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đủ
5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình nha. Lâm Nguyễn một cái màu cam, ok bây giờ mẫu mặc lại màu cam như các chị xem này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em ạ. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh lại còn bao giá cho các chị nha. Rồi ok chị Phượng Nguyễn 299.000 màu đen này. Các chị không cần quan tâm đến xem là mình size này mình mặc gì cả hay là mình mặc màu gì. Các chị chỉ cần xem là số điện thoại mình cho đúng hay chưa cho em thôi nha. Để mai có nhân viên bên em sẽ gọi điện này tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ gửi hàng cho các chị ạ. Mai anh Bùi lấy màu cam ok chị luôn nha. Rồi chị Đức Lâm này lấy áo phao ngắn thì nhắn tin về shop cho em nha chị ơi. Mẫu áo phao này hàng Việt Nam xuất khẩu ở bên em này. Vừa nhẹ vừa đẹp cho các chị luôn nha. Mặc lên thì cực kỳ nhẹ cho các chị luôn. Còn bên tay nó rất là nhẹ nhàng cho các chị này. Đủ size cho người từ 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa cho em. Rồi ok Huệ Huệ 299.000 màu hồng 52 cân mặc vừa size L. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần cho em nha. Thảo Lê Phương Thị ok xanh rêu này. Chị Trâm Bảo 60 cân mặc size XL cho em này. 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số tương tự từ S đến 2XL cho các chị lựa chọn nha. Mỗi em mặc lên lại là tông màu cam cho các chị đây, vừa sang vừa xinh này. Rồi ok chị Ngoan Ngân Nguyễn 299 màu xanh rêu 63 cân mặc size XL này. Sương Mai một cái màu đen 55 cân mặc vừa size M ok Liên Hà nha. Tôn Quỳnh ok chị chuyển sang màu rêu cho chị. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng sang, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì có đơn hàng ở bên em này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh nha. Màu cam như mỗi em mặc này, có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu xanh rêu nha. Ok hợp phượng này, ok hợp phượng này nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng nha, hồng này hồng đất cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này tông màu đen nha. Và cuối cùng là tông màu xám cho các chị ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này, chia sẻ về đường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Không chia sẻ nó sẽ tự hủy tại hệ thống luôn đây, cái màu xám này. Chị em nào mặc lên cũng nổi, chị em nào mặc lên cũng sang cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, chốt nhanh chốt lẹ mấy đơn hàng cuối cùng nữa thôi nha. Mấy đơn hàng cuối cùng nữa thôi là em sẽ kết thúc livestream này, trở về với mức giá là 699.000 một cái áo phao dáng dài như của bên em ngày hôm nay nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu cầm đến tay nhẹ bâng cho các chị này. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử lại cái màu xám này cho các chị nhìn nha. Mặc lại cái màu xám cho các chị xem này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, chốt nhanh chốt lẹ cho em đi này. Không có túi ở bên trong nha chị ơi, không có túi bên trong, chỉ có hai túi bên ngoài thôi. 699k giảm còn 299k áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này nhá. Hàng xả nên là em sẽ hàng xả nên là có rất là nhiều chị đặt hàng cho mẫu này ở bên em. Mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Hà Lưu lấy màu gì để lại màu cho em này. Rồi ok chị Liên Hà ok chị mẫu màu xanh rêu ok chị luôn nha. Rồi chị Hồng Hương này đổi màu đỏ đô sang xám ok chị này. Đây màu xám mẫu này là mặc lên cho các chị này quá sang quá xinh luôn nha. Màu xám này thì mặc lên cực kỳ nổi luôn này. Đủ size cho chị em nào từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến 67 cân quay đầu là mặc vừa cho em này. Rồi ok Hoàng Thị Hằng 299.000 màu cam ok nha. Một chút nữa mẫu sẽ mặc thử này màu hồng nha chị ơi. Có size cho người từ 40 cân nha. Rồi một chút em mẫu em mặc xong em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu cho các chị này. Chị Nguyễn Vinh 299.000 một cái màu đen ok nha, không có áo lam nha chị ơi. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Thanh Hà này 299.000 màu đen ok này. Rồi chị 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Màu xám mẫu em là mặc lại cho các chị quá đẹp quá sang này. Có thêm màu màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm màu này là màu xanh rêu cho các chị lựa chọn cực kỳ đẹp luôn nha. Có thêm màu này là màu hồng này. Và cuối cùng là màu đen cho các chị nha. 6 tông màu đủ size đủ số, 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa cho em. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. 3 phút cuối cùng. Hàng xả đây là không có nhiều nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng này. Chốt chậm là sẽ hết luôn nha. Có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Quá là sang và trẻ trung luôn, không lấy được cái mẫu này hot, rất là hot của bên em nha. Mặc thì siêu nhẹ cho các chị luôn này. Đây màu xám ơi em mặc lại cho các chị xem đi ạ. 2 phút cuối cùng và nhận 3 số điện thoại cuối cùng nữa này, em sẽ kết thúc livestream này nha. Trở về với mức giá 699.000 ở bên em này. Chị Hà Chi 299.000 màu đỏ cam để lại số điện thoại cho em đi ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đủ 10 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Chị Hải Anh Lê Đỗ lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em này. Chị Gia chị đen thì chị có thể chọn cho em cái mông tông màu xám này nha. Rồi ok chị Hà Chi 299.000 màu đỏ cam này. Không có đỏ cam nha, chỉ có màu cam thôi chị ơi. Chỉ có màu cam này. Rồi ok chị Nguyễn Huế đỏ đô ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại 64 cân mặc size
hai kg cho em rồi. Ok, mẫu sẽ thử sang tông màu hồng một lần nữa cho các chị xem một lần nữa rồi bên em chuẩn bị kết thúc livestream nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok, chị Thuần Nguyễn một cái màu xám ok này, chị Trần Thu Hằng một cái màu cam để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em, hàng xả lên phải chia sẻ nha. Rồi bên em đang có hệ thống chất cho những chị em nào chưa chia sẻ này. Rồi ok, cho chị Mạnh Nguyễn 229.000 một cái màu xám ok này, Phạm Hoa 229.000 một cái màu xám ok chị luôn nha. 60 cân mặc size XL cho em này, 229.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok, chị Phan Anh một cái này, một chiếc màu xám ok chị luôn nha. Chị Hải Anh Lê Đỗ này một cái màu đỏ đô ok này, Phùng Đạo một cái màu xám size M ok, Yên Phạm một cái màu xám luôn nha. 229.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Vân Anh này, một cái màu đen 64 cân mặc size 2XL cho em nhá. Chị em nào lấy comment nhanh cho em này, 229k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Mẫu em mặc lên là tông màu hồng cho các chị lựa chọn, có thêm tông màu đỏ đô quá là sang này, có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu nha, cực kỳ đẹp luôn này, có thêm tông màu đen cho các chị này, có thêm màu cam này và cuối cùng là màu xám nha. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh chốt lẹ, em chuẩn bị kết thúc livestream rồi đây, bán quá nhiều cho các chị rồi với mức giá rất là ưu đãi rồi, chỉ có 299.000 thôi, hàng xả nên là chúng ta phải nhanh tay này, trần trừ này sẽ không có đơn hàng nha. Rồi ok, Hiền Trương một cái màu đen lên đơn hàng cho chị này, chị Phạm Dung một cái màu đỏ đô lên đơn hàng cho chị nha, 299.000 nha chị ơi, 699 giảm còn 299.000, áp dụng chia sẻ livestream này. 1m63 thì mặc quá mông nha chị ơi, mẫu em đang 1m68-69 đây, đang mặc đến sắp đến đầu gối rồi đây chị ơi, quá đẹp luôn này. Mẫu em mặc lên là màu hồng, có thêm màu xám cho các chị lựa chọn này, có thêm tông màu đỏ đô quá là sáng ra nha, có thêm tông màu này là tông màu rêu này, có thêm tông màu đen truyền thống và cuối cùng đây là tông màu cam cho các chị này. Hàng Lê chị lấy màu gì comment màu cho em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Các chị lưu ý là 699.000 giảm còn 299.000 nha. Rồi ok, chị Mai Anh 299.000 màu đen này. Rồi ok, chị Hoàng Duy Nguyễn 299.000 màu hồng ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok, Thu Đinh 299.000 màu rêu, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream 1 phút cuối cùng và nhận 3 số điện thoại cuối cùng nha. Ok, Thu Trần một cái màu hồng ok này, 299k kèm màu kèm số điện thoại. Chị Mai Lê lấy màu đen ok chị nha, 699k giảm còn 299k, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy. Chị em nào nhanh tay thì có đơn hàng, chị em nào chậm tay là hết nha. 699.000 một cái áo phao này, áo phao này áo phao Việt Nam xuất khẩu nha, hàng siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp này. Rồi ok, mẫu mặc thử lại màu rêu một lần nữa rồi bên em xin kết thúc livestream nha. Mặc lại màu rêu một lần nữa rồi em xin kết thúc livestream này. Rồi ok, chị Cà Rốt lấy màu mẫu đang mặc là màu hồng ok nha. Trần Phương Bảo Ngọc một cái màu xám ok chị, 299.000 này. Rồi ok, Nguyễn Lan chuyển sang màu hồng nha. Ok, chị Mai Lê một cái màu đen ok. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream, kẻo hết livestream thì sẽ lại trở về với mức giá là 699.000 thì quá là tiếc luôn nha các chị em, đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Đây mẫu em mặc lên là tông màu xanh rêu cho các chị này. Chị em nào yêu thích nữa thì chốt nhanh chốt lẹ cho em đi nào. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Huyền Thư một cái màu đỏ đô lên đơn hàng thành công cho chị luôn nha. Quá là rẻ luôn, hàng phao này thì siêu nhẹ cho các chị này. Rồi ok, chị Hải Hà Hotel nha, một cái màu xanh rêu đổi sang cho chị ok chị này. Đây màu rêu thì quá là nhã nhặn cho các chị luôn nha. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh chốt lẹ để bên em chuẩn bị chuyển qua mẫu mới nha. Chuyển qua một mẫu mới bây giờ là không còn giá ưu đãi này. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa và em xin kết thúc màn livestream nha. Rồi ok, chị Ngoan Lò một cái màu đỏ đô này, mẫu em mặc lên là tông màu rêu nha, có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị này. Rồi ok, chị Mai Lê chuyển sang màu rêu, chị Lò Thương chuyển sang màu hồng ok nha, có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn, quá xinh luôn này, có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha, cực kỳ đẹp cho các chị luôn. Rồi ok, chị Thuần Nguyễn nha, có thêm tông màu này là tông màu đen và cuối cùng đây là tông màu cam cho các chị lựa chọn này. Chị em nào yêu thích mẫu nào chốt nhanh chốt lẹ cho em để em xin kết thúc livestream nha. Những phút livestream bên em bán với mức giá ưu đãi cho các chị rồi nên bây giờ bên em xin kết thúc livestream này nha. Rồi ok, chị Sương Mai một cái màu rêu 55 cân mặc vừa size L này. Rồi ok, cho chị Đoàn Xuyến một cái mẫu đang mặc là màu xanh rêu ok nha.
Rồi chị một cái màu mẫu đang mặc và một cái màu cam gạch ok này. Hạnh Tiến 299.000 một cái màu hồng ok chị này. Chị Thảo Vũ ok chị 299.000 một cái màu cam nha. Chị Đỗ Liên 299.000 một cái màu hồng này. Đồng Tố Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok này. Yến Bùi Yến đỏ đô ok này. Nguyệt Trần 299.000 một cái màu đen ok này. Chị Nguyễn Ngân lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em này. Chị Hạnh Tiến ok chị một cái màu hồng này. Chị Thêu Hoàng một cái màu đỏ đô ok chị nha. Nguyệt Trần 299.000 một cái màu đen ok này. Mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size, tư vấn màu cho các chị nha. Rồi ok chị chân ngắn một cái màu xanh rêu ok chị luôn này. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng, mua một cái hay 10 cái cũng là 30.000 đồng tiền ship nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Còn chị em nào yêu thích để luôn lại số điện thoại cho em này. Rồi ok Trần Thu Hằng 299.000 màu cam nha. Hoài Đoàn 299.000 màu rêu này. Nguyễn Ngân lấy màu gì để lại màu cho em này. Chị Bùi Thoan một cái màu xám ok này. Hứa Thị Kim Tuyến để lại số điện thoại này. Nguyệt Trần có đơn hàng rồi không comment lại nữa dùm em. 299.000 màu đen ok size M nha. Chị Bích Bướng Bình màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em đi ạ. Bên em xỉ thì nhắn tin về shop nha. Rồi ok Phùng Thị Liên màu rêu 43 cân mặc vừa xẻ này. Theo Hoàng phao đỏ đô ok chị luôn nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó chốt nhanh chốt lẹ để bên em kết thúc livestream nào. Rồi ok Mạnh Nguyễn một cái màu xám 299.000 này. Em ship toàn quốc là 2 tới 3 ngày nha. Sau cuộc điện thoại bên em chốt đơn này. Rồi ok chị Nguyễn Hải một cái màu đỏ đô 65 cân mặc size 2XL này. Nhà nghỉ Anh Phú ok đỏ đô lên hàng thành công của chị nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì chốt nhanh chốt lẹ để bên em xin kết thúc livestream này. Nguyệt Trần có đơn hàng một cái màu đen rồi nha chị ơi, quá sang quá xinh luôn này. Rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream này tại đây nha. 60 cân chị mặc size XL cho em ok. Chị Đoàn Xuyến mặc vừa size M này. Rồi ok chị Bích Bướng Bình lên đơn hàng cho chị nha. Rồi em sẽ để ra 1 phút cuối cùng để cho các chị chốt lốt nha. Để cho các chị chốt lốt và em sẽ xin kết thúc livestream này tại đây. Bán với mức giá quá là ưu đãi cho các chị, hàng phao hàng Việt Nam xuất khẩu dáng dài nha. Quá là rẻ và đẹp luôn, không chốt được cái mẫu này ở bên em ngày hôm nay thì rất là tiếc này. Ra chia sẻ nhanh tay cho em nha, chia sẻ nhanh tay còn 1 phút cuối cùng để cho chúng ta chia sẻ thôi này. Rồi ok 51 cân mặc vừa size N rồi ok nò thương một cái màu xám ok nha. Có nha chị ơi, rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream này tại đây nha. Nào ơi, chỉnh ánh sáng vào cái áo cho nó một tí đi. Cỡ lên nhưng mà nhìn nó đẹp ấy. Thôi à. Rồi ok, xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của bên em nha. Xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp. Số livestream này giới thiệu đó có rất nhiều chị yêu nào hỏi áo phao dáng dài. Hôm nay bên em về mẫu phao dáng dài hàng Việt Nam xuất khẩu giới thiệu với các tình yêu nha. Rồi em chào 329 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của bên em này. Chị yêu nào muốn săn siêu phẩm áo phao dáng dài ở 10 phút livestream đầu tiên với mức giá ưu đãi giảm 50% thì nhanh tay vào livestream này và chia sẻ livestream này cho em này. Chị yêu nào chia sẻ livestream này nhiều nhất, nhanh nhất ở chế độ công khai thì sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 50% ở 10 phút livestream đầu tiên nha. Mã sản phẩm này đang có giá bán tại shop là bao nhiêu ạ? 699.000 trong livestream này em giảm cho các tình yêu 50% áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. 699.000 em xả cho các chị yêu trong livestream ngày hôm nay áp dụng cho 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 299.000 một chiếc nha. 299.000 một chiếc phao siêu nhẹ hàng Việt Nam xuất khẩu đủ size S, M, L, XL, 2XL.
từ 40 đến 65 cân. Các chị yêu có size mặc vừa 570, chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em rồi. Dành ra 10 phút livestream đầu tiên tri ân các tình yêu giảm giá 50% mẫu phao này. Từ 699.000 em giảm xuống còn 299.000 một chiếc. Đủ size S, M, L, XL và 2XL từ 40 đến tầm 67 cân, cao trên 1m6. Các tình yêu có size mặc vừa nha. Tri ân các tình yêu trong 10 phút livestream đầu tiên từ mức giá 699.000 giảm xuống còn 299.000. Cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này nhiều nhất, có 6 tông màu cho các tình yêu lựa chọn, quá là đẹp, quá là sang luôn. Chị nào săn được siêu phẩm này của em trong 10 phút livestream đầu tiên với mức giá 299.000 đây. Mã sản phẩm mẫu đang mặc là màu cam nha. Em có thêm màu xanh rêu thì quá là hot hit rồi đúng không ạ? Rồi em có thêm màu xám cho các chị lựa chọn nha. Có thêm màu xám cho các chị yêu mình lựa chọn này. Em có thêm màu hồng cho các chị yêu mình lựa chọn này. Có thêm màu đỏ đô nha, có thêm màu đỏ đô và có thêm màu đen. 699.000 xả xuống chỉ còn 299.000 trong 10 phút livestream đầu tiên. Áp dụng cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em nhiều nhất này. Rồi ok, bây giờ bắt đầu chốt đơn cho chị yêu nha. Rồi chị Thu Trang lên đơn cho chị một chiếc màu đen mức giá 299.000 này. Chị Hồng Hạnh lên đơn cho chị một chiếc màu cam mức giá 299.000 này. Chị Yên Trương lên đơn cho chị một chiếc màu cam size N với mức giá 299.000 này. Từ 699.000 trong livestream này em giảm cho các chị yêu chỉ còn 299.000 một chiếc. Áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên nha. Chỉ 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em được chưa ạ? Rồi chị Hồng Hạnh có đơn rồi nha. Chị Ngọc Nguyễn một cái màu cam lên đơn ơi, chị mức giá 299.000. 40 cân mình mặc size S cho em là đẹp nha. Chị Thời Trang của tôi bổ sung ngay số điện thoại cho em này. Chị Nguyễn Thắm lấy màu xanh rêu ok chị này. Chị Thanh Nhàn lấy màu cam các chị yêu lưu ý cho em này. Giá 299.000 em chỉ áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em được chưa ạ? Mình comment cho em đúng cú pháp này, màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, và em sẽ ưu tiên là chốt đơn cho những chị nào chia sẻ livestream này nhiều nhất nha. Chắc chắn là phải có số điện thoại, số lượng cho 10 phút livestream đầu tiên với mức giá 299.000 không nhiều. Các chị phải comment nhanh, tránh trường hợp là mình comment chậm thì không có đơn nha. Rồi ok, chị Thu Thủy một chiếc màu cam lên đơn cho chị mức giá 299.000. Thời Trang của tôi ơi, chị chưa có số điện thoại mình không lên đơn được rồi. Rồi ok, chị Nguyễn Hường một chiếc màu cam lên đơn cho chị mức giá 299.000 nha. Chị Nguyễn Nhung ok, chị một chiếc màu cam lên đơn cho chị mức giá 299.000. 299.000 áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Em áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên nha. Rồi các chị yêu ơi, lưu ý cho em này, từ 40 đến 62 à 65 cân các chị mình có size mặc vừa nha. Chị Nguyễn Điên ơi, 57 cân mình mặc size XL cho em là quá đẹp rồi. Chị Nguyễn Hường lấy màu cam ở lấy size S ok chị, ok chị Thời Trang. Chị Thời Gian của tôi nên đơn cho chị này. Chị Nhàn Trần ok chị nha. Màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm này ok. Thử màu xanh rêu vào cho các chị xem nha. Nói chung làm sao màu nào cũng đẹp, màu nào cũng hot rồi. Ok chị Nhân Trần này nên đơn cho chị rồi này. Chị Hường Nguyễn màu đen ok chị này. Chị Yên Trương ơi có đơn rồi. Chị Hiền Nguyễn màu bò ok chị. Chị Nông Mỹ Trương màu cam ok chị. Chị Tiết Chu màu hồng ok chị. Chị Thơm Nguyễn màu cam ok chị. Chỉ 299.000 duy nhất trong 10 phút livestream đầu tiên nha. 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ cho em nhiều nhất thôi ạ. Rồi chị Ngọc Nguyễn màu cam lên đơn cho chị Hiền Nguyễn màu cam lên đơn cho chị. Chị Đoan Trang Phạm chưa có màu mình không chốt được đơn nha. Chị Hạnh Phương màu bò ok chị này. 299.000 phao Việt Nam xuất khẩu cao cấp, dáng dài ngang đùi các chị mặc lên cực kỳ đẹp. Đó, mặc lên cùng với một cái quần lessing như mẫu em mặc là quá là xinh rồi đúng không ạ? Rồi ok, chị Hạnh Phương lên đơn cho chị Hảo Nguyễn lên đơn cho chị này. Chị Hương Lê Hương Nguyễn lên đơn cho chị này. 299.000 áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này cho em nhiều nhất nhá. Rồi ok, lên đơn cho chị Nguyễn Liên này, lên đơn cho chị Nguyễn Thị Lan, lên đơn cho chị Nguyễn Nhung này, lên đơn cho chị Phạm Hằng này, lên đơn cho chị Đoan Trang Phan này, lên đơn cho chị Yến Trương, lên đơn cho chị Tuyết Chu này. 299.000 mẫu em đang mặc là màu xanh rêu quá là đẹp đúng không ạ? 299.000 màu cam mẫu em đang mặc này, 299.000 màu hồng này, 299.000 màu đỏ đô cầm đấy, 299.000 màu đen và 299.000 màu xám này, quá đẹp quá xinh này.
chưa chị yêu mình đà nào, chưa chị yêu nào của mình còn màu xám này, một lát nữa sẽ thử màu xám cho các tình yêu xem nhá. Rồi ok, chị Minh Quyên màu bò nên đơn chỉ mức giá 299.000 này. 1052 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em. Các tình yêu ơi, có quá nhiều comment của mình đặt hàng rồi đúng nhỉ? Mình quay ra chia sẻ cho em để tránh trường hợp là mình không chia sẻ thì không có đơn nha. Có quá nhiều comment của chị yêu mình đặt hàng, em vừa bán vừa giới thiệu sản phẩm. Có những chị yêu ở đây em đọc tên và có những chị yêu em không đọc tên bởi vì quá nhiều comment mình không thể đọc hết tên các chị được đúng không ạ? Nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là đơn hàng mình lên đơn thành công nha. Từ 40 đến 67 cân các tình yêu của em có size mặc vừa. Chị Đỗ Minh Anh ơi, màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment mặc cái màu xám lên các chị yêu xem nha. Màu xám quá là đẹp mà em chưa thấy một chị yêu nào chốt. Các chị comment màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em nào. Không cần phải hỏi 40 cân, 50 cân hay 60 cân mình mặc size gì nha. Những chị yêu nào mình ở khoảng cân nặng từ 40 đến 67 cân mình đều có size những chị yêu mặc vừa này. Hàng giá 299.000 chỉ áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Và số lượng cực kỳ có hạn thôi nên mình phải comment nhanh và chia sẻ đủ mới có đơn nha. 299.000 mẫu đang mặc màu xám, 299.000 màu cam, 299.000 màu hồng, 299.000 màu đỏ và 299.000 màu đen. Quá đẹp luôn. Em nói chị biết các chị là đây là mẫu sa khạp phao Việt Nam xuất khẩu đây. 299.000 tri ân trong 10 phút livestream cho các chị yêu nhà mình nhá. Chỉ cần comment đúng cú pháp màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là đơn hàng của mình nên đơn thành công nha. Có quá nhiều comment đặt hàng ở đây em không thể đọc hết tên các chị yêu nhưng cứ comment đúng cú pháp cho em là có đơn. Rồi chị Nguyễn Tuyền ơi, mình comment đúng cú pháp cho em là có đơn nha. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và chia sẻ đủ cho em nha. Chia sẻ đủ 5 lần ở chế độ công khai, chia sẻ lên trang và chia sẻ vào các hội nhóm. Màu xám của mình năm nay quá là đẹp, quá là hot rồi. Các chị yêu nhanh tay chọn màu xám này, em thấy quá là xinh luôn này. Rồi gà con tinh ranh ơi, 299.000 ship đồng giá 30.000 cho một đơn hàng nha. Ship đồng giá 30.000 cho một đơn hàng. Từ 699.000 xả cho các chị yêu chỉ còn 299.000. 299.000 nhà mình áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho các chị yêu nha. Rồi ok chị Huy Năm màu dê, ok chị. Rồi ok cho xem màu cam nha. Màu cam đi chị ơi, màu cam thì quá đẹp, quá xinh và quá tôn da, quá trẻ trung rồi đúng không ạ? Tuyết Chu màu cam cho em xin số điện thoại. Thu Sinh màu Thu Sinh màu xám ok chị. Chị Vĩnh Vĩnh màu xám ok chị. Thu Sinh màu xám. Thực sự với các chị là màu xám mình quá là đẹp đi thôi. Quá là đẹp đi thôi. Cái màu xám năm nay quá là hot, mặc lên vừa trẻ và không hề kén da. Da đen mình cũng mặc được và da trắng thì mình mặc quá là đẹp rồi đúng không ạ? Màu xám này mặc lên không sợ béo và cũng không sợ bẩn những cái tông màu kem hoặc tông màu trắng. Màu này mặc bên ngoài còn đẹp hơn bên trong này rất là nhiều này. Rồi chị Đồng Nguyễn một chiếc màu xám lên đơn cho chị. Chị Nhung Nguyễn một chiếc màu cam lên đơn cho chị. Thu Sinh có đơn rồi, các chị mình comment một lần cho em thôi nha. Comment một lần màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment và em cho em xin 5 lần chia sẻ là đơn hàng của mình lên đơn thành công này. Chỉ có 299.000 và em áp dụng trong 10 phút đầu tiên thôi. Ok chị Tuyết Chu này nên đơn cho chị này. Chị Tuyết Chu màu cam ok chị này. Chị Nhã Uyên màu rêu ok chị nha. 40 đến 67 cân mình có size các chị yêu mặc vừa này. Nhớ cho em xin 5 lần chia sẻ để đơn hàng mình lên đơn thành công nha. Rồi chị Huệ Nguyễn màu đen ok chị này. Quá nhiều comment đặt hàng mình không đọc hết tên được các chị nha. Có quá nhiều comment đặt hàng cho siêu phẩm này không thể đọc kịp hết tên tất cả các chị yêu ở đây. Rồi quá là rẻ, quá là đẹp rồi, các chị đặt rất là nhiều đúng không ạ? Mình không thể đọc hết tên được các chị yêu ở đây. Mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại và cho em xin chia sẻ đủ 5 lần ở chế độ công khai là các chị yêu được lên đơn với mức giá từ 699.000 giảm cho các chị yêu chỉ còn 299.000 nhá. Rồi ok, quay đằng sau cho chị yêu mình xem nhá. 299.000 quá đẹp, quá sang cho một em phao dáng dài như này đúng không ạ? Rồi Trần Lan Anh ok chị yêu, toán vàng ok, màu xám quá là đẹp luôn ạ. Từ 699.000. Từ 699.000 em xả thì các chị yêu chỉ còn 299.000 thôi. Ok chị Dung này, ok chị rồi, cảm ơn các tình yêu của em đã chia sẻ nhá. Rồi chị Hằng Hoàng rồi, các tình yêu ơi lưu ý cho em này. Từ 699.000 em giảm xuống cho các chị yêu chỉ còn 299.000 thì chuẩn rồi đúng không ạ? Nhưng lưu ý cho em này, mức giá đó mình chỉ áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên và kèm điều kiện chia sẻ đủ cho em 5 lần nhá. Cho em xin 5 lần chia sẻ đủ ở chế độ công khai nha các tình yêu ơi. Chỉ 299.000 thôi. Ok này, bây giờ mặc cái màu hồng này. Màu hồng em cũng thấy quá là xinh luôn. Rồi ok chị Toán Vàng màu xám ok chị, nylon màu cam ok chị nhá. Chị Nguyễn Nhung màu cam ok chị, 65 cân cao 1m55 mặc ok cho em nào. Cho em xin số điện
điện thoại nào. Thu Sinh ơi, mình có đơn rồi, đừng comment nữa này. Comment một lần cho em thôi nha các tình yêu ơi, comment một lần cho em thôi. Vì có quá nhiều comment đặt hàng của các chị yêu đúng ạ. Mình chỉ cần comment màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Và cho em xin 5 lần chia sẻ là đơn hàng của mình đã được nên lên thành công rồi đấy ạ. Rồi ok chị Hồng Bạch ơi, bổ sung ngay số điện thoại cho em nha. Mình có thể thiếu sai. Mình có thể thiếu sai. Mình có thể thiếu màu, nhưng lưu ý cho em là không thể thiếu số điện thoại được. Bởi vì bên em chốt đơn với các chị qua số điện thoại đúng ạ. Cho nên phải cho em xin số điện thoại nhá. Rồi chị Mai Mai nên đơn chị một cái màu xám 299.000 cho chị nhá. Rồi chị Ruby Tuyền một cái màu xanh rêu nên đơn cho chị mức giá 299.000 này. Chị Bích Ngọc một cái màu xám nên đơn cho chị mức giá 299.000 này. Từ 699.000 trong livestream đặc biệt này của em, xả cho các chị yêu của em chỉ còn 299.000. Cho em xin 5 lần chia sẻ ở chế độ công khai là mình được lên đơn thành công nhá. 299.000 màu đen cho những chị yêu nào mình có cân nặng nhiều nhiều một chút này. 299.000 màu cam quá đẹp quá xinh này. 299.000 màu rêu. 299.000 màu đỏ. 299.000 màu xám. Và 299.000 màu hồng của mình nhá. Rồi chị Nguyên Hợi ơi, ok 54 cân mình mặc size L cho em quá là đẹp này. Ok chị Vũ Thị Nương màu cam đất, màu hồng của mình quá đẹp quá xinh. Màu hồng quá đẹp quá xinh luôn. Màu hồng bạc rất là tôn da nhá. Màu hồng này là màu hồng đất quá đẹp quá xinh. Các chị chốt màu hồng này cũng rất là xinh này. Nguyễn Hợi lên đơn rồi, Vũ Thị Nương ok rồi. Các chị yêu ơi, 299.000 áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên nhá. Từ 699.000 em xả cho các tình yêu của em chỉ còn 299.000 thôi. 10 phút livestream đầu tiên, sản phẩm này là hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Đủ size từ 40 đến 65 cân, thậm chí 67 cân cho những chị yêu nào mình cao trên 1m6 được chưa ạ? Rồi chị Nguyễn Thị Phương ok, chị màu xám ok, chị bay vào bổ sung ngay số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Nhung ok, chị 53 cân mặc size L quá là đẹp rồi nào. Chị Thị Hà màu xanh rêu ok chị nha. 299.000 chỉ áp dụng 10 phút livestream đầu tiên, mình comment nhanh cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Màu hồng mẫu em đang mặc lên rất là trẻ trung này. Hàng có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân này. Chị Hồng Lý Hoàng Hiệp lấy màu xanh rồi. Từ 40 cân đến 65 cân nha. Chị Hồng Lý Hoàng Hiệp để lại số điện thoại cho em này. Chị Ngọc Nguyễn chị đã để lại số điện thoại kèm chia sẻ chưa thì đơn hàng của mình đã được lên đơn hàng thành công nha. Rồi em lên đơn hàng cho chị Nguyễn Hằng luôn này. Màu ghi ok 40 cân mặc vừa size S này. Mẫu em mặc lên đấy là tông màu hồng nha. Shop em ở Hà Nội nha chị ơi, rồi có phao ngắn chị nhắn tin về shop cho em nha. Chị Phan Như Quỳnh lấy màu hồng đất để lại số điện thoại này. Em lên đơn cho chị Bo Xì một cái màu cam ok, chị 50 cân mặc vừa size M. Chị Thủy Nguyễn 299.000 màu hồng để lại số điện thoại cho em này. Chị Hiền Nguyễn lên đơn hàng thành công cho chị ok, 48 cân mặc vừa size M này. Chị Hồng Lý Hoàng Hiệp ok chị nha. Chị Hội lên màu hồng ok chị này, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị Lý Quang lấy màu đen để lại số điện thoại, 52 cân mặc vừa size L cho em ạ. Chị Trương Nguyễn lấy màu hồng đất ok, lên đơn hàng thành công cho chị này. Tông màu xám rất là trẻ trung cho các chị luôn nha, không kén da này. Chị Triệu Thị Sơn chị có đơn hàng rồi nha, chị ơi nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Rồi em lên đơn hàng cho chị Lý Quang luôn này, ra chia sẻ luôn cho em nha. Lưu ý là chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Tông màu đen mỗi em đang mặc lên cho các chị này. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu cam này, 56 cân chị mặc vừa size L cho em nha. Có thêm đây là màu xanh rêu và cuối cùng là màu đỏ đô này. Rồi ok chị Toán Vàng một cái màu hồng size M ok chị luôn nha. 699.000 giảm còn 299.000, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này nha. Rồi ok chị điều ước giản đơn một cái màu hồng ok chị này. Mũ này không có lông nha chị ơi, nhưng mà các chị có thể tháo rời luôn cho em đi ạ. Mẫu em mặc lên là tông màu đen truyền thống cho các chị mặc lên đây, quá sang quá xinh này. Rồi ok chị Thoa Nguyễn một cái màu đen 53 cân mặc vừa size L cho em nha. 55 cân chị Bola chị lấy mặc vừa size L cho em này. Chị Bi Bóng lấy màu xám size M có nha chị ơi. Ok chị Bảy Phạm một cái màu xám luôn này. Chị có 699.000 giảm còn 299.000, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream đủ 5 lần trở lên cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi chị Hồng Lý Hoàng Hiệp đã lên đơn hàng cho chị một cái màu xanh rêu rồi nha. Rồi ok chị Kiều My 299.000 màu đen size L của chị này. Chị bé Hạt Tiêu lấy màu hồng đất để lại số điện thoại cho em này. Màu đen nha, có thêm màu hồng cho các chị lựa chọn này. Phao ngắn nhắn tin về shop cho em nha chị ơi, 299.000, áp dụng chia sẻ livestream nha. Rồi ok chị Hồng Lý Hoàng Hiệp đã lên đơn cho chị rồi này. 60 cân chị Nhâm nhút nhát mặc vừa size XL cho em nha. Rồi Châu Vũ 45 cân mặc vừa size S cho em này. Ok chị Đỗ Minh Anh đã chia sẻ luôn nha. Rồi các tình yêu ơi, mình không cần phải hỏi em là 40 cân hay 50 cân hay 60 cân chị mặc size gì đúng không ạ?
Mà những chị yêu nào ở khoảng cân nặng từ 40 đến 67 cân, cao trên 1m6 mình có size mặc vừa nhá. Hàng này là hàng xả rồi và em chỉ áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream này thôi. Nên chị yêu nào muốn mua sản phẩm này với mức giá ưu đãi trên thì mình phải comment nhanh đúng không ạ? Comment nhanh thì mới có đơn, mà mình cứ hỏi như thế thì chắc chắn là sẽ không có đơn đâu ạ. Comment nhanh và kèm 5 lần chia sẻ đủ cho em nhá. 299k kèm màu kèm số điện thoại là nên đơn thành công với mức giá là 299 rồi. 48 cân mình mặc size M, các thính yêu nghe em nói rõ này, vì là hàng xả, số lượng hạn chế và quá nhiều người mua nên mình lưu ý cho em từ 40 cân đến 65 cân mình có size mặc vừa. Mình không cần phải hỏi 40 cân hay là 50 cân hay 60 cân mình mặc size gì, bởi vì hàng xả thì các chị yêu nhà mình tranh nhau mua mới được đúng không ạ? Mình hỏi như thế thì sẽ không bao giờ có đơn, bởi vì các chị thấy đó, comment nhảy liên tục đúng không ạ? Rồi chùm qua mông chị ơi, chùm qua mông gần ngang qua đầu gối quá là đẹp rồi. Em nói thật là 299.000 này bao giá toàn thị trường cho các chị yêu luôn. Hồi nay ơi, phải có số điện thoại cho em nhá. Phải có số điện thoại cho em, chị nhâm nhút nhát ok chị này. Chị Liên Nguyễn màu đen ok tình yêu nhá. Màu kèm số điện thoại cho em chị Giang Nguyễn này. Và các chị yêu đặc biệt lưu ý cho em này, có quá trời comment đặt hàng cho siêu phẩm này đúng ạ. Mình không thể đọc hết tên tất cả các chị yêu ở đây được, nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại là đơn hàng của mình đã được lên đơn tự động thành công trên hệ thống của Thời Trang Công Sở. Và cho em xin chia sẻ 5 lần ở chế độ công khai, bao gồm nên trang cá nhân và nên các hội nhóm nha các chị yêu ơi. Chỉ cần 5 lần thôi, không cần nhiều. Một bước chia sẻ như thế mà các chị được giảm từ 699.000, mình giảm cho các chị yêu chỉ còn 299.000. Rồi chị Nê Cần ơi, mình không có màu vàng nha chị ơi, em đọc này màu nha. Em đọc này màu để các chị yêu mình sẽ ngắm kỹ nha. Mã sản phẩm mẫu đang mặc em là màu đỏ đô này. Em có thêm màu hồng cho các tình yêu lựa chọn, có thêm màu xám thì quá là hot rồi. Em có thêm màu đen, em có thêm màu cam nha. Màu này nhà mình gọi cho em màu cam, không phải màu vàng nha. Và có thêm màu xanh rêu nha. Rồi ok, em chốt đơn tiếp cho các chị yêu nhà mình này. Rồi chị Thu Vũ ơi, mình không có số điện thoại, em không chốt được đâu. Chị Trần Thủy ok, chị Hội Nê ok, chị Hoàng Sen ok, chị đúng rồi, chỉ có 299.000 thôi, quá là rẻ. Và em bao giá toàn thị trường cho các tình yêu nha. 299.000 nhà mình chỉ áp dụng trong những phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ nhiều nhất thôi nha. Rồi chị Thảo Nguyễn màu đen size màu ok, chị Nê Cần màu hồng ok chị này. 299 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp lên đơn hàng thành công cho siêu phẩm này của em. Và nhớ là cho em xin 5 lần chia sẻ đấy, tương tác nha các tình yêu ơi. Ok, lên đơn chị Phương, chị Phương Thanh Thanh này. Em nhắc lại Thu Vũ không có số điện thoại, em không chốt nha. Những giây phút đầu tiên của livestream chốt cho các chị mức giá 299.000 thôi. Ok, chị Na Nguyễn màu đỏ đô ok, chị Yên Thị Hồng đỗ ok, chị màu xám này. Rồi chị này cần ơi ok, mình nhầm màu cam ok chị nha. Rồi chị Trần Lụa màu đỏ ok chị. Rồi từ 40 đến 67 cân có size cho các tình yêu của nhà mình mặc vừa nha. Rồi chị Thu Hiền màu đen size N ok chị này. 299.000 vừa bán vừa biếu vừa kỷ niệm các tình yêu rồi, em bao giá toàn thị trường. Ok, thử lại màu hồng cho các chị yêu mình ngắm này, quá là đẹp luôn. Em nói thật là 6 tông màu này lựa chọn cho các chị yêu nhà mình quá là kỹ càng rồi đó. Quan trọng các chị thích màu gì thôi, nhưng em thấy cái màu xám ấy đẹp quá trời này. Chất phao nỉ nha chị ơi, chất phao nỉ mặc lên cực kỳ sang, chất phao nỉ mặc lên thì quá là sang rồi đúng không ạ? Rồi chia sẻ cho em nha các tình yêu ơi, đủ cho em 5 lần, xin các chị 5 lần chia sẻ ở chế độ công khai nha. Ok, chị Triệu Thị Sơn đổi màu gì cũng được, ngày mai bên em còn gọi điện thoại chốt đơn hàng nha. Chị Na Nguyễn lên đơn cho nhà mình, chị Yên Hồng, Yên Thị Hồng Đỗ ok, chị Thúy Huỳnh Thị ok chị này, chị Nò Thương ok chị này. 299.000 áp dụng trong những phút livestream đầu tiên, trong những giây phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào nhà mình chia sẻ nhiều cho em nhất nha. Rồi chị Trần Thủy màu xanh rêu ok, chị Út Chê chị Út Chi ok chị này. Rồi chị Nguyễn Thanh ok chị, các chị yêu nhà mình lưu ý cho em này, mình không cần phải hỏi 50 cân lên 60 cân mình mặc size gì đúng không ạ? Từ 40 đến 67 cân bao size các chị mặc vừa. Các chị để lại số điện thoại kèm màu và cho em 5 lần chia sẻ là đơn hàng mình lên đơn thành công rồi. Bởi có quá nhiều comment đặt hàng, em không thể đọc hết tên các chị ở đây được, nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em là nhà mình có đơn. Ngày mai nhân viên bên em còn gọi điện thoại chốt đơn, chốt màu, chốt size, chốt số, nên là các chị yên tâm được chưa? Rồi Trần Lan Anh ok chị, Blo Bna ok chị này. Rồi chị Sang Chu ok chị này. Ok, đó màu hồng mặc lên quá là xinh luôn. Màu hồng này chia sẻ với các chị là năm nay quá là hot cho cái màu hồng cam này đúng không ạ? Màu hồng cam này năm nay quá là hot, quá đẹp và quá sang rồi. Ok, bé hạt tiêu màu xám nha, mặc lại cái màu xám nữa tình yêu ngắm nữa nha. Em thấy cái màu xám quá là đẹp luôn. Màu xám bên ngoài đẹp vô cùng luôn nha. Rồi chị
chị ơi, nhà mình bán cho các chị 10 phút live stream đầu tiên cho siêu phẩm này từ 699.000, mình giảm xuống cho các chị còn 299.000 nhá. Phao Việt Nam xuất khẩu, các chị nhìn cho em, made in Việt Nam nhá. Từ 40 đến 67 cân mình có size mặc vừa và có đến tận 6 tông màu cho các chị lựa chọn, tha hồ lựa chọn cho em được chưa ạ? Rồi tông màu em cầm trên tay đây là màu đỏ 299.000 kèm màu kèm số điện thoại này. Em cầm trên tay cho nhà mình đây là màu cam này. Em cầm trên tay cho nhà mình đây là màu rêu, cầm trên tay cho mình nhà mình màu đen và cầm trên tay cho nhà mình màu hồng, và đặc biệt có thêm màu xám thì quá là hot luôn. Chị ơi, mẫu em cao 1m68-69 mà mặc đến gần ngang đầu gối rồi. Mặc gần ngang đầu gối form này thì quá là đẹp rồi. Người thấp mặc cũng được, người cao mặc cũng ok. Út chi 60 cân mặc size N rồi. Hoa trái mùa màu đỏ ok chị nha. Nhâm nhút nhát ok chị màu đỏ nha. Rồi chị Nam Trương đỏ đô 63 cân ok tình yêu này. Bùi mến ok chị này 299.000 trong những phút live stream đầu tiên. Cho những chị yêu nào nhà mình chia sẻ cho em nhiều nhất nha. Và có 6 tông màu cho các tình yêu lựa chọn từ 40 đến 67 cân. Các chị yêu nhà mình có size mặc vừa 299.000, mẫu đang mặc màu xám quá là đẹp rồi. Chất liệu phao nì nha các chị ơi, phao nì thì mình mặc lên quá là sang rồi đúng không ạ? Phao nì thì mặc lên quá là sang rồi. Thiết kế cho mẫu này cực đẹp này, thiết kế cho mẫu này quá là độc đáo luôn. Đứng luôn vào đây. Thiết kế cho mẫu này nhà mình quá là độc đáo này. Phần trên ôm nha, phần trên ôm nha các chị này, từ phần eo xuống là đã có độ A rồi. Nên những chị yêu nào mà mình béo, mình béo bụng, thực sự là những chị yêu nào mà thân hình mình không được cân đối á, mà mình mặc cái mẫu này lên của em thì em bao giấu hết được tất cả những nhược điểm đó. Form nó quá là đẹp, độ dài thì vừa phải, người cao mặc cũng được, người thấp mặc cũng ok nha. Rồi ok các chị yêu nhà mình lưu ý cho em này, 40 đến 67 cân có size mặc vừa, không cần phải hỏi 40 cân hay 50 cân mặc size gì. Rồi có quá nhiều comment chị yêu nhà mình đặt hàng, có thể em không đọc hết tên lên, nhưng mình chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này 299 kèm màu kèm số điện thoại, và nhớ là cho em xin 5 lần chia sẻ để đảm bảo đơn hàng mình lên đơn thành công nha. Rồi Thúy Hình thì ok, chị Trần Thị Lê Huyền ok chị này. Rồi bây giờ sẽ mặc lại màu gì đây? Các chị yêu nhà mình muốn mặc lại màu gì? Em sẽ nói mẫu thử đủ các màu cho các chị yêu nhà mình ngắm nha. Rồi mặc lại cái màu xanh rêu cho các chị xem này, quá đẹp quá sang này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại cho em phao nì nha. Quá xinh luôn. 10 phút live stream đầu tiên nha, 10 phút live stream đầu tiên áp dụng cho các chị mức giá 299.000 cho những chị yêu nào của em chia sẻ này. Form này thì quá là đẹp luôn rồi, phần trên ôm này, phần dưới có độ A một chút nên là béo bụng thì bon chen hết vào đây cho em này. Chị Nguyễn Thị Minh Tứ ok, chị màu xám cho chị 299.000 nha. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại, dành ra 10 số điện thoại nữa với mức giá 299.000 này. 10 số điện thoại nữa, chỉ 10 số điện thoại nữa thôi được chốt với mức giá 299.000 nha. Rồi ok gì Thủy Huỳnh Thị một cái này. Rồi một chút nữa mẫu sẽ mặc lại đỏ đô cho các chị nha. Hàng này hàng xả nên là các chị chốt nhanh chốt lẹ lại cho live stream. Cho nên chốt lẹ tại live stream này cho em này. Rồi ok một chút nữa mẫu quay đằng sau cho các chị nha. Các chị chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em cũng được nha. Chị Ngọc Nguyễn này một chút mẫu này sẽ mặc lại màu cam cho các chị. Lưu ý với các chị là hàng này hàng xả, em chỉ xả trong những cái giây phút đầu tiên của live stream thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ này. Rồi ok chị Yên Thị Hồng Đỗ nha, 299.000 một cái màu xám 49 cân mà vừa xem mờ này. Chị Toàn Cu Nguyễn này, 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị nha. Áo phao rất là đẹp luôn, 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp nha. Và hôm nay bên em sẽ xả trong 10 phút đầu tiên cho các chị với mức giá chỉ có 299.000 cho các chị nha. Rồi ok chị Thu Hiền 299.000 màu đen này, chị Thùy Trâm 299.000 màu xanh rêu ok nên đơn hàng thành công cho chị này. Ra chia sẻ ngay cho em để đơn hàng được lên đơn hàng thành công nha. Màu rêu em mặc lên quá sang quá xinh luôn này. Rồi ok Lê Thảo Lê Thị Phương ok lên đơn hàng cho chị này. Chị Nguyễn Mến màu đỏ ok, chị 40 cân mặc vừa size S này. Chị Hương Hoàng màu xanh rêu ok chị luôn này. Rồi ok chị Hiền Nguyễn Mai báo với nhân viên gọi điện cho em nha. Rồi ok chị Nguyễn Lan 229.000 màu cam lên đơn hàng cho chị. Thu Phương Nguyễn 229.000 màu xanh rêu ok chị luôn này. Rồi chị Hải Liễu lên đơn hàng đỏ đô 229.000 ok nha. Rồi ok Vân Vũ lên đơn hàng thành công cho chị luôn này. Rồi ok em sẽ cho các chị xem lớp bên trong nha. Rồi ok chị Thơm Lê lên đơn hàng thành công cho chị này. Chị Lê Thanh ok 229.000 màu đỏ đô ok chị luôn nha. Rồi chị Thúy Canh để luôn lại số điện thoại ok chị Huế Hoàng này. Ok chị Thùy Trâm xanh rêu nha. Đây lớp bên trong của nó là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị này. Hàng đủ size đủ số rồi ok chị Su Su có đơn hàng đỏ đô nha. Chị Mai Linh màu đỏ ok 62 cân lên đơn hàng thành công cho chị này. Rồi ok mẫu mặc lại đỏ đô cho các chị ngắm nha. Mặc lại đỏ đô cho các chị một ngắm một lần nữa này. Màu này là màu xám nha chị Thơm Lê ơi, màu xám nha. Comment đúng cú pháp cho em này. Rồi ok chị Heo Hip màu xanh rêu ok chị này. 229 kèm màu,
99 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu sẽ thay màu liên tục cho các chị xem này. Hàng đủ size đủ số cho các chị em lựa chọn luôn á. 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số mặc vừa cho em nha. Lưu ý là phải chia sẻ cho em đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công. Và hàng này là hàng xả bên em nên là các chị không cần phải hỏi xem là size số mình mặc như thế nào hay là màu sắc như thế nào. Mai bên em sẽ có riêng đội ngũ nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Các chị chỉ cần xem là số điện thoại mình cho đã đúng chưa. Rồi ok, chị Vân Trần một cái màu xám ok này. 229k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Quá rẻ quá đẹp luôn, hàng phao Việt Nam xuất khẩu cho các chị đây ạ. Cực kỳ nhẹ luôn nha các chị em, rất là nhẹ luôn này. Mặc lên người thì cực kỳ thoải mái. Và hôm nay bên em xả này, xả chỉ có 30 cái nha, bán trong vòng những phút đầu tiên cho các chị với mức giá 299.000. Chị em nào lấy, chị em nào yêu thích này, comment nhanh tay cho em nha. Đây màu đỏ đô, mẫu em đang mặc lên cho các chị đây nha. Những chị em nào thích ngắm màu đỏ đô nhanh tay vào đây ngắm màu đỏ đô cho em này. Rồi ok, chị La Nguyễn 229.000 màu đỏ đô size M ok nha. 229k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Toàn Cung Nguyễn một cái màu đỏ đô lên đơn hàng cho chị này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em, đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đỏ đô này. Rồi chị Ngọc Nguyễn để lại số điện thoại cho em đi ạ. Đây mặc màu đỏ đây chị ơi. Chị Đoàn Vũ cho em xin số điện thoại, chốt đúng địa chỉ, chốt đúng cú pháp cho em là 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên cho em nha. Rồi ok chị Bolo Bola này, 299.000 màu đỏ đô ok này. Chị Thuần Lê 299.000 màu đen ok, 52 cân mặc vừa size L cho em. 40 cân đến 68 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok chị Tùng Cao Thị một cái màu rêu 50 cân mặc vừa size M này. Chị Sâm Lê chị bao nhiêu cân chị ơi, comment cho em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại này. Da chị hơi ngăm, chị có thể chọn cho em cái màu xám này nha, hoặc có thể là cái màu hồng này cho em này. Rồi ok chị Ngọc Huyền 299.000 màu hồng ok chị này. Rồi ok chị Nguyễn Thị Lan một cái màu đỏ ok nha. Đây màu đỏ đô, mỗi nào mặc lên đây chị em nào ưng chị em nào ngắm nhanh cho em này. Quá là đẹp, quá là sang luôn nha. Đây là hàng Việt Nam xuất khẩu này, chất thì cực kỳ là đẹp cho các chị lựa chọn rồi. Số em ở Hà Nội rồi, chị Trần Xuyến lấy màu gì comment màu cho em nha. 229k kèm màu kèm số điện thoại ok chị Triệu Thị Sơn này. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng nha. Rồi ok Ngô Thị Ngọc màu rêu này, 229.000 lên đơn hàng cho chị, 50 cân mặc vừa size M cho em nha. Quá là đẹp luôn, màu nào mặc lên cũng nổi luôn nha. Có thêm màu xám cho các chị này. Rồi bây giờ mẫu em lại sẽ thử lại cái tông màu, thử lại cái tông màu cam này cho các chị xem nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại ok chị Hợp Phương, 299k màu đỏ đô ok này. 229k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Chị em nào da hơi ngăm một chút lựa chọn luôn cho em cái mẫu màu xám này, quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu hồng cho các chị lựa chọn nha. Chị Thoa Phó này để lại số điện thoại cho em màu đỏ đô đi chị ơi. Có thêm màu này là màu xanh rêu cho các chị này. Rồi ok chị Đỗ Nhung luôn nha. Chị Bích Hồ Thị 50 cân mặc vừa size M lấy màu đen để lại số điện thoại này. Rồi ok chị Hạnh Nguyễn em lên đơn hàng cho chị nha, 80 cân không vừa nha chị ơi. Rồi ok chị Đức Lâm một cái màu rêu 50 cân mặc vừa size M này. Đây một chút nữa mẫu đang đi thử màu cam lại cho các chị nha. Rồi ok chị Ngọc Nguyễn một cái màu cam 40 cân mặc vừa size S này. Chị Tuyết Chu để lại số điện thoại cho em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Nguyễn Anh 299.000 màu đỏ ok này. Chị Trần Xuyến lấy màu xanh ok chị nha. Quá sang quá xinh luôn, đây màu cam mẫu em đang mặc lên đây. Cực kỳ trẻ trung nha các chị này. Chị Trần Xuyến lấy màu xám ok chị luôn nha. Chị Đoan Vũ để lại số điện thoại nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok chị Trinh Nguyễn này, hàng này hàng phao Việt Nam xuất khẩu, hàng xả nên em sẽ chốt nhanh chốt lẹ nha. Em sẽ chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên thôi nên là các chị phải chốt thật nhanh cho em này. Da ngăm da đen thì lựa chọn luôn cho em cái mẫu màu cam, màu xám hoặc có thể là màu hồng nha. Rồi ok chị Nguyễn Cúc lấy màu cam ok chị này. Chị Thoa Phó lên đơn hàng thành công cho chị rồi nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên vào các hội nhóm công khai thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Và em đã kiểm tra lượt chia sẻ nha, em đã kiểm tra lượt chia sẻ nhưng còn rất là ít lượt chia sẻ nên là các chị chưa hề chia sẻ, trong này có rất là nhiều chị chưa hề chia sẻ này. Rồi bây giờ mẫu em sẽ mặc thử lại cái màu hồng này cho các chị xem nha. Rồi ok chị Gato Khánh Huyền này, cho chị Gato Khánh Huyền một cái màu hồng vâng ạ. Rồi ok chị Đoan Vũ này lên đơn hàng thành công của chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Chị Ngô Thị Ngọc chị comment đúng cú pháp là 299k màu hồng cho em ok chị nha. Rất là đẹp luôn màu đỏ này. Rồi một chút mẫu sẽ mặc lại màu đen cho các chị nha. Rồi ok chị Thảo Lê Thị Phương màu xanh rêu ok chị này. 48 cân mặc vừa size M cho em. 699.000 giảm còn 299.000 áp dụng chia sẻ livestream đủ 5 lần. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ nha.
bên em chỉ có dáng như thế này thôi, dáng này đã mẫu em cao 1m68-69 mà đã mặc đến ngang đầu gối rồi nha. Rồi cô, ok chị Ngô Thị Ngọc này, 299.000 một cái màu hồng nha, 299k kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Đây mẫu em mặc lên là tông màu hồng như các chị đây, quá đẹp quá xinh này. Rồi ok Đỗ Nhung 299.000 màu cam nha. Ok Trần Xuyến size L này. Một chút mẫu sẽ thử lại full tất cả các màu cho các chị. Mẫu em mặc lên là tông màu hồng này, có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu xanh rêu đây, quá là trẻ trung nha các chị này. Có thêm màu xám nha, màu xám này. Có thêm tông màu đen này và cuối cùng là tông màu cam nha các chị lựa chọn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Cầu Vồng một cái màu hồng size L ok nha. Nguyễn Cúc một cái màu cam ok chị luôn này. Màu hồng mẫu em là mặc lên rất là trẻ trung này. Rồi ok chị Bảo Bình 299.000 màu hồng ok chị nha. Hàng xả nên là có số lượng có hạn nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ. 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Nên các chị không cần hỏi xem là chúng ta bằng nào cân chúng ta mặc vừa hay không. Mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn cho các chị nha. Rồi ok chị Mạnh Vũ Duy một cái màu xám ok chị này. 46 cân mặc vừa size M cho em nha. Mẫu vừa mặc màu đỏ xong nha chị ơi. Mẫu đang mặc thử sang màu này cho các chị này. Quá là sang và trẻ trung như cái màu hồng này luôn nha. Đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Rồi màu hồng này, có thêm màu đỏ đô, có thêm màu xanh rêu, có thêm màu xám và màu đen nha. Rồi ok chị Nguyễn Nguyễn một cái màu hồng size L ok này. Comment cho em 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên thì đơn hàng của các chị mới được lên đơn hàng thành công. Chị Phạm Thị Ngọc lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em đi ạ. Màu nào mặc lên cũng đẹp, màu nào mặc lên cũng rất là nổi và sang như các chị nha. Màu hồng mẫu em mặc lên cho các chị này. 699k giảm xuống chỉ còn 299k, chỉ áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream đủ 5 lần nha. Tránh việc mình không chia sẻ livestream sẽ bị hủy đơn hàng thì rất là tiếc luôn nha. Rồi mẫu sẽ mặc thử lại cái tông màu xám cho các chị một lần nữa cho các chị xem này. Màu xám này thì quá hot trong mùa đông năm nay rồi nha. Rồi ok chị Bích Hồ Thị này, 299.000 một cái 50 cân mặc vừa size M cho em nha. Rồi ok chị Tôn Quỳnh 299.000 màu hồng này, 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn luôn nha. Đây có màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Chị Phan Như Quỳnh 64 cân thì mặc vừa size 2XL cho em nha. Có thêm màu xanh rêu này. Ok chị Phạm Thị Ngọc màu đỏ đô ok chị nha. Có thêm màu đen truyền thống này, có thêm màu cam này, có thêm màu xám và cuối cùng là màu hồng nha. Chị Duyên Nguyễn 299.000 màu đỏ đô ok chị này. Quá đẹp quá sang luôn. Ok chị Cúc Kim 299.000 màu đỏ nha. Comment cho em 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok các chị đã chia sẻ này. Chị Đỗ Nhung 299.000 màu xanh rêu 49 cân lên đơn hàng thành công của chị size M nha. Đây màu xám ơi là mặc lên quá xinh nha. Lại gần đây cho các chị nhìn này, nhìn chất phao nha. Phao này là phao lì cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp, siêu nhẹ cho các chị luôn nha. Siêu nhẹ luôn. Rồi ok chị Nhật Nguyễn 299.000 màu đỏ đô 48 cân mặc vừa size M này. Hàng xả nên các chị chốt nhanh chốt lẹ và em cũng chỉ còn vài phút nữa bán với mức giá là 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. 42 cân chị mặc vừa size S cho em nha chị ơi. Màu xám mỗi là mặc lên này, có thêm tâm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tâm màu xanh rêu này, ok Phạm Thị Ngọc nha. Có thêm tâm màu đen truyền thống này, có thêm tâm màu cam và cuối cùng là tâm màu hồng nha. Tâm màu hồng cho các chị này quá là sang và trẻ trung luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Mẫu em đang mặc là màu xám nha chị ơi, mẫu em đang mặc là size M đấy ạ. Comment đúng cú pháp này, bên em chỉ có dáng như mày như thế này thôi nha. Rồi chị Nhung Trần lấy 299.000 màu hồng để lại số điện thoại 54 cân mặc vừa size L. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ, em cũng chỉ còn bán 3 phút livestream này với mức giá là 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh cho em này. Chị Nguyễn Nụ Cười này lấy màu hồng để lại số điện thoại cho em đi ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Chị Nguyễn Nhung lấy màu đỏ để lại số điện thoại cho em, quá sang với cái mẫu thiết kế màu xám như thế này nha. Đủ size đủ số, 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa cho em này. Rồi ok Nguyễn Sen 299.000 màu hồng nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Lưu ý là phải kèm chia sẻ đủ 5 lần trở lên đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Chị Nguyễn Tuấn 299.000 màu cam để lại số điện thoại cho em đi ạ.
Rồi ok, chị Nguyễn Nhung một cái màu đỏ ok nha. Rồi chị Ngọc Nguyễn ok, lên đơn hàng thành công cho chị một cái màu rêu này. Chị Trần Xuyến 50 cân mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Nhân màu đen để lại số điện thoại cho em đi này. Lên đơn hàng thành công cho chị Thủy Vinh Nguyễn 299.000 một cái áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu như này quá sang luôn, không nhanh tay là hết nha. Rồi ok, Nguyễn Nụ Cười một cái màu hồng ok này. Hàng đủ size đủ số 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa luôn cho em. Hàng này phao dáng dài nha, hàng Việt Nam xuất khẩu siêu nhẹ cho các chị mặc lên người luôn nha. Và em cũng chỉ còn 3 phút cuối cùng bán với mức giá ưu đãi cho các chị là 299.000 này. Rồi ok, chị Nguyệt Tuấn này 299.000 màu cam 52 cân mặc vừa size L. Rồi chị Tôm Quỳnh 43 cân mặc vừa size S cho em nha. Bây giờ mẫu em sẽ thử lại cái tông màu đen truyền thống cho các chị xem này. Thử phun tất cả các màu cho các chị xem luôn, màu nào mặc nên cũng nổi. Rồi ok, chị Hải Hà Hotel 299.000 màu đỏ đô 55 cân mặc vừa size L 299k kèm màu kèm số điện thoại. Phao này là phao siêu nhẹ rồi nha các chị em, cầm lên tay nó nhẹ bông này. Rồi ok, chị Thu Hiền 299.000 màu hồng ok nha. Chị Oanh Trinh Oanh này 299.000 màu rêu ok này. Một chút mẫu thử xong sẽ quay lưng lại cho các chị xem nha. Chị Hảo Hảo 60 cân mặc size XL ok chị này. Rồi ok, chị Nhãn Trần 299.000 một cái màu đen ok 57 cân mặc size XL cho em nha. Có nha chị ơi, muốn mua mẫu áo dáng ngắn thì vào nhắn tin về cho shop sẽ có nhân viên bên em trả lời cho các chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần và các hội nhóm công khai đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Và em cũng chỉ còn 3 phút nữa xả bán với mức giá ưu đãi cho các chị là 299.000 thôi. Từ 699.000 giảm xuống chỉ còn 299.000 cho các chị nha. Rồi ok, chị Bùi Lý 299.000 màu đỏ đô 64 cân mặc size 2XL cho em này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen truyền thống cho các chị nha. Rồi chị Hảo Hảo lấy màu đen 299.000 ok chị rồi nha. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu sáng như mẫu ơi đang cầm, chị em nào mà da ngăm da đen một chút chúng ta lựa chọn cho em nha. Rồi ok, chị Nguyễn Sen 299.000 màu hồng này. Rồi ok, chị Hảo Hảo lên đơn hàng cho chị nha. Chị Tôm Quỳnh lấy màu rêu, nếu màu rêu ok này, màu rêu cho chị xem đây chị ơi, màu rêu quá là sang luôn, màu rêu lúc nào cũng là màu rất là trẻ trung này. Rồi ok, em sẽ cho các chị xem bên trong của mẫu áo này nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Rồi ok, chị Bùi Lý đã lên đơn hàng thành công cho chị rồi nha chị ơi. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em đi ạ. Em chỉ còn nhận 5 đơn hàng trong vòng 3 phút nữa thôi nha. Rồi ok, chị Mai Ninh này đổi sang màu xám cho chị ok này. Màu nào mặc nên cũng đẹp, màu nào mặc nên cũng nổi. Hàng xả nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì mới có đơn hàng nha. Không chốt nhanh là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đủ size đủ số 40 cân này, 40 cân đến 67 cân quay đầu cho em nha. Đây ở bên trong của nó là lớp lót lụa mềm mịn cho các chị đi ạ. Mềm mịn nha, phao rất là nhẹ cho các chị mặc lên người cực kỳ thoải mái luôn. Mẫu em mặc lên đấy là tông màu đen cho các chị quá sang quá xinh luôn này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok, chị Thơm Phạm 299.000 màu đen 50 cân mặc vừa size M này. Rồi ok, chị Toàn Thu Nguyễn này đổi sang cho chị một cái màu đen ok nha. Màu đen mẫu mặc lên màu truyền thống cho các chị rồi. 299k chốt nhanh chốt lẹ tại livestream, số lượng có hạn nha. Số lượng có hạn, các chị xem là chúng ta đã comment đúng số điện thoại của mình chưa này. Rồi ok, chị Đỗ Nhung đỏ đô xanh rêu màu cam 49 cân mặc vừa size M nha. Ok, chị cầu vòng thêm cho chị một cái màu xám ok size L này. Mua cho mình, mua cho bạn bè mình, tặng bạn bè mình cũng quá là đẹp nha. Minh Thủy Nguyễn màu đỏ đô ok chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok, chị Huệ Huệ 299.000 màu hồng này. Nguyễn Ngọc Nhi màu không có màu bò nha chị ơi, đây là màu cam nha. Đây là màu cam, comment đúng màu cho em này. Rồi ok, chị Hưng Hoàng màu đỏ đô ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Nếu không chia sẻ là đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn nha. Quá là đẹp luôn, chia sẻ 5 lần cho em này. Rồi ok, chị Nhung Trần rồi nha. Chị mẫu em đang mặc là size M nha chị ơi, mẫu em đang mặc là size M. Hàng đủ size đủ số cho em này. Chị Phương Hoàng để lại số điện thoại cho em cái màu đen này. Chị Quyết Đào Quyết này màu đen ok 52 cân mặc vừa size N này. Chị Xuyến Sam ok màu đen lên đơn hàng thành công của chị 55 cân size L cho em này. Huệ Huệ 299.000 màu hồng ok lên đơn hàng cho chị nha. Hàng Nguyễn một cái màu xám 57 cân mặc size L lên đơn hàng cho chị luôn. Nào chốt nhanh chốt lẹ tại livestream, hàng xả nên là số lượng có hạn. Các chị không chốt nhanh chốt lẹ là sẽ không có đơn hàng đâu ạ. Và ra chia sẻ nhanh tay cho em nha. Chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng ok. Chị Mạc Phương một cái màu xám ok này, 52 cân mặc vừa size L cho em nha. 40 cân đến 60
Rồi ok, chị Ngân Nguyễn này, một cái màu rêu 60 cân mặc size XL, ok chị nha. Comment đúng cú pháp cho em này, 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Màu nào mặc nên cũng nổi rồi ok. Tống Thị Liên một cái màu xám ok này. Rồi ok, mẫu sẽ mặc lại màu đỏ đô cho các chị xem nha. Theo yêu cầu của các chị, mẫu sẽ mặc lại màu đỏ đô này. À chị ơi, đây là màu hồng đất nha, màu này là màu hồng đất này. Rồi chị Nguyễn Sen lấy màu đen để lại số điện thoại này. Ok chị Phương Hoàng một cái màu đen. Chốt nhanh chốt lẹ đi, em chỉ bán khoảng 2 phút nữa với mức giá là 299.000 cho các chị thôi nha. Rồi ok cho chị Lê Huế 299.000 màu đen 50 cân mặc vừa size M này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Màu nào mặc nên cũng đẹp, màu xanh rêu này quá là đẹp cho các chị này. Có thêm tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Rồi ok chị Sang Chu nha. Ok chị Nguyễn Sen một cái màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Em chỉ còn 3 phút cuối cùng bán với mức giá là 299.000 thôi. Lên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đỏ đô cho các chị nha. Màu đỏ đô thì quá là nổi luôn rồi. Có thêm màu xanh rêu cho các chị lựa chọn quá là xinh này. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha. Một chút nữa mẫu sẽ thử lại nha chị ơi. Có thêm tông màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chị Lan Vì lấy màu xanh rêu 75 cân không vừa nha. Rồi ok chị Tuyết Tuyết một cái màu đen 299.000 này, size S ok chị này. Nguyễn Oanh 299.000 màu đỏ đô, lên đơn hàng thành công cho chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Có size S nha chị ơi, có size từ S đến 2XL cho các chị lựa chọn này. Rồi ok, một chút mẫu mặc lại màu cam nha. Rồi ok chị Hoàng Thị Hằng màu đen 299.000 ok nha. Hàng có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 67 cân mặc vừa. Rồi ok Phạm Hoa 299.000 màu đỏ đô và màu cam 50 cân mặc vừa size M này. Rồi ok chị Ô Mai Thanh 299.000 màu đỏ đô, lên đơn hàng thành công cho chị nha. Phương Dung ok chị 65 cân mặc size 2XL màu cam ok này. Comment cho em nhanh tay đi, em chỉ còn 3 phút cuối cùng nha. 3 phút cuối cùng nữa thôi này. Hoàng Thị Hằng 299.000 màu đen ok này. Lan Vì lấy màu đen 75 cân không có nha chị ơi. 40 cân đến 67 cân quay đầu thì có size mặc vừa cho em nha. Quá sang quá xinh này. Rồi ok Huệ Huệ màu hồng ok, lên đơn hàng cho chị 52 cân mặc vừa size L này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Em sẽ kiểm tra xem lượt chia sẻ của các chị đã chia sẻ hay chưa này. Từng chị một đã đủ 5 lần hay chưa nha. Rồi ok chị Liên Hà 299.000 màu xanh để lại số điện thoại này. Chị Hồng Hương Spa này 299.000 màu đỏ đô để lại số điện thoại. Rồi ok lên đơn hàng cho chị này. Chị Mai Anh Bùi lấy màu gì để lại màu cho em nha. Chị Đào Vân 299.000 màu đỏ đô ok, lên đơn hàng thành công cho chị. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình nha. Lâm Nguyễn một cái màu cam ok, bây giờ mẫu mặc lại màu cam cho các chị xem này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em ạ. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh lại còn bao giá cho các chị nha. Rồi ok chị Phượng Nguyễn 299.000 màu đen này. Các chị không cần quan tâm đến xem là mình size này mình mặc gì cả hay là mình mặc màu gì. Các chị chỉ cần xem là số điện thoại mình cho đúng hay chưa cho em thôi nha. Để mai có nhân viên bên em sẽ gọi điện này tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ gửi hàng cho các chị ạ. Mai Anh Bùi lấy màu cam ok chị luôn nha. Rồi chị Đức Lâm này lấy áo phao ngắn thì nhắn tin về shop cho em nha chị ơi. Mẫu áo phao này hàng Việt Nam xuất khẩu ở bên em này. Vừa nhẹ vừa đẹp cho các chị luôn nha. Mặc lên thì cực kỳ nhẹ cho các chị luôn. Còn bên tay nó rất là nhẹ nhàng cho các chị này. Đủ size cho người từ 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa cho em. Rồi ok Huệ Huệ 299.000 màu hồng 52 cân mặc vừa size L. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đủ 5 lần cho em nha. Thảo Lê Phương Thị ok xanh rêu này. Chị Trâm Bảo 60 cân mặc size XL cho em này. 40 cân đến 67 cân quay đầu đều có size số tương tự từ S đến 2XL cho các chị lựa chọn nha. Mỗi năm mặc lên lại là tông màu cam cho các chị đây, vừa sang vừa xinh này. Rồi ok chị Ngân Nguyễn 299 màu xanh rêu 63 cân mặc size XL này. Sương Mai một cái màu đen 55 cân mặc vừa size M ok Liên Hà nha. Tôn Quỳnh ok chị chuyển sang màu rêu cho chị. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng sang. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì có đơn hàng ở bên em này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh nha. Màu cam như mẫu em mặc này, có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu xanh rêu nha. Ok hợp phượng này, ok hợp phượng này nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng nha. Hồng này hồng đất cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này tông màu đen nha. Và cuối cùng là tông màu xám cho các chị ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Không chia sẻ nó sẽ tự hủy tại hệ thống luôn đây. Cái màu xám này chị em nào mặc lên cũng nổi, chị em nào mặc lên cũng sang cho em này.
299k kèm màu kèm số điện thoại, chốt nhanh chốt lẹ mấy đơn hàng cuối cùng nữa thôi nha. Mấy đơn hàng cuối cùng nữa thôi là em sẽ kết thúc livestream này, trở về với mức giá là 699.000 một cái áo phao dáng dài như của bên em ngày hôm nay nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu cầm đến tay nhẹ bâng cho các chị này. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử lại cái màu xám này cho các chị nhìn nha. Mặc lại cái màu xám cho các chị xem này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, chốt nhanh chốt lẹ cho em đi này. Không có túi ở bên trong nha chị ơi, không có túi bên trong, chỉ có hai túi bên ngoài thôi. 699k giảm còn 299k, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này nhá. Hàng xả nên là em sẽ, hàng xả nên là có rất là nhiều chị đặt hàng cho mẫu này ở bên em, mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được, thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Hà Lưu lấy màu gì để lại màu cho em này. Rồi ok chị Liên Hà, ok chị mẫu màu xanh rêu, ok chị luôn nha. Rồi chị Hồng Hương này đổi màu đỏ đô sang xám, ok chị này. Đây màu xám ơi là mặc lên cho các chị này quá sang quá xinh luôn nha. Màu xám này thì mặc lên cực kỳ nổi luôn này. Đủ size cho chị em nào từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến 67 cân quay đầu là mặc vừa cho em này. Rồi ok Hoàng Thị Hằng 299.000 màu cam, ok nha. Một chút nữa mẫu sẽ mặc thử này màu hồng nha chị ơi, có size cho người từ 40 cân nha. Rồi một chút em mẫu em mặc xong em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu cho các chị này. Chị Nguyễn Vinh 299.000 một cái màu đen, ok nha, không có áo lam nha chị ơi. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Thanh Hà này 299.000 màu đen, ok này. Rồi chị 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Màu xám mẫu em là mặc lại cho các chị quá đẹp quá sang này. Có thêm màu đỏ đô cho các chị lựa chọn này. Có thêm màu này là màu xanh rêu cho các chị lựa chọn cực kỳ đẹp luôn nha. Có thêm màu này là màu hồng này. Và cuối cùng là màu đen cho các chị nha. 6 tông màu đủ size đủ số, 40 cân đến 67 cân quay đầu mặc vừa cho em. Chốt nhanh chốt lại tại livestream nha. 3 phút cuối cùng. Hàng xả đây là không có nhiều nên các chị phải chốt nhanh chốt lại thì mới có đơn hàng này. Chốt chậm là sẽ hết luôn nha. Có đủ size cho các chị lựa chọn luôn. Quá là sang và trẻ trung luôn, không lấy được cái mẫu này hot, rất là hot của bên em nha. Mặc thì siêu nhẹ cho các chị luôn này. Đây màu xám ơi em mặc lại cho các chị xem nha. 2 phút cuối cùng và nhận 3 số điện thoại cuối cùng nữa này, em sẽ kết thúc livestream này nha. Trở về với mức giá 699.000 ở bên em này. Chị Hà Chi 299.000 màu đỏ cam, để lại số điện thoại cho em đi ạ. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đủ 10 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Chị Hải Anh Lê Đỗ lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em này. Chị Gia chị đen thì chị có thể chọn cho em cái mẫu tông màu xám này nha. Rồi ok chị Hà Chi 299.000 màu đỏ cam này. Không có đỏ cam nha, chỉ có màu cam thôi chị ơi. Chỉ có màu cam này. Rồi ok chị Nguyễn Huế đỏ đô, ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, 64 cân mặc say 2XL cho em. Rồi ok mẫu sẽ thử sang tông màu hồng một lần nữa cho các chị xem một lần nữa, rồi bên em chuẩn bị kết thúc livestream nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok chị Thuần Nguyễn một cái màu xám, ok này. Chị Trần Thu Hằng một cái màu cam, để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em, hàng xả lên phải chia sẻ nha. Rồi bên em đang có hệ thống chất cho những chị em nào chưa chia sẻ này. Rồi ok cho chị Mạnh Nguyễn 229.000 một cái màu xám, ok này. Phạm Hoa 229.000 một cái màu xám, ok chị luôn nha. 60 cân mặc size XL cho em này. 229.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok chị Phan Anh một cái này, một chiếc màu xám, ok chị luôn nha. Chị Hải Anh Lê Đỗ này một cái màu đỏ đô, ok này. Phùng Đạo một cái màu xám size M, ok. Yên Phạm một cái màu xám luôn nha. 229.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok chị Nguyễn Vân Anh này, một cái màu đen 64 cân mặc size 2XL cho em nhá. Chị em nào lấy comment nhanh cho em này. 229k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Mẫu em mặc lên là tông màu hồng cho các chị lựa chọn. Có thêm tông màu đỏ đô quá là sang này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu nha, cực kỳ đẹp luôn này. Có thêm tông màu đen cho các chị này, có thêm màu cam này và cuối cùng là màu xám nha. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh chốt lẹ, em chuẩn bị kết thúc livestream rồi đây. Bán quá nhiều cho các chị rồi với mức giá rất là ưu đãi rồi, chỉ có 299.000 thôi. Hàng xả nên là chúng ta phải nhanh tay này, chần chừ này sẽ không có đơn hàng nha. Rồi ok Hiền Trương một cái màu đen lên đơn hàng cho chị này. Chị Phạm Dung một cái màu đỏ đô lên đơn hàng
cho chị nha, 299.000 nha chị ơi, 699 giảm còn 299.000. Áp dụng chia sẻ livestream này, 1m63 thì mặc quá mông nha chị ơi. Mẫu em đang 1m68-69 này, đang mặc đến sắp đến đầu gối rồi đây chị ơi, quá đẹp luôn này. Mẫu em mặc lên là màu hồng, có thêm màu xám cho các chị lựa chọn này, có thêm tông màu đỏ đô quá là sáng ra nha, có thêm tông màu này là tông màu rêu này, có thêm tông màu đen truyền thống, và cuối cùng đây là tông màu cam nha các chị này. Hàng lê chị lấy màu gì comment màu cho em nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Các chị lưu ý là 699.000 giảm còn 299.000 nha. Rồi ok chị Mai Anh 299.000 màu đen này. Rồi ok chị Hoàng Duy Nguyễn 299.000 màu hồng ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi ok Thu Đinh 299.000 màu rêu. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream 1 phút cuối cùng và nhận 3 số điện thoại cuối cùng nha. Ok Thu Trần một cái màu hồng ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, chị Mai Lê lấy màu đen ok chị nha. 699k giảm còn 299k, áp dụng cho những chị em chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này mới có mức giá ưu đãi như vậy. Chị em nào nhanh tay thì có đơn hàng, chị em nào chậm tay là hết nha. 699.000 một cái áo phao này. Áo phao này áo phao Việt Nam xuất khẩu nha, hàng siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp này. Rồi ok mẫu mặc thử lại màu rêu một lần nữa rồi bên em xin kết thúc livestream nha. Mặc lại màu rêu một lần nữa rồi em xin kết thúc livestream này. Rồi ok chị cà rốt lấy màu, mẫu đang mặc là màu hồng ok nha. Trần Phương Bảo Ngọc một cái màu xám ok chị, 299.000 này. Rồi ok Nguyễn Lan chuyển sang màu hồng nha. Ok chị Mai Lê một cái màu đen ok. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream, kẻo hết livestream thì sẽ lại trở về với mức giá là 699.000 thì quá là tiếc luôn nha các chị em, đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Đây mẫu em nào mặc lên là tông màu xanh rêu cho các chị này. Chị em nào yêu thích nữa thì chốt nhanh chốt lẹ cho em đi nào. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Huyền Thư một cái màu đỏ đô lên đơn hàng thành công của chị luôn nha. Quá là rẻ luôn, hàng phao này thì siêu nhẹ cho các chị này. Rồi ok chị Hải Hà Hotel nha, một cái màu xanh rêu đổi sang cho chị ok chị này. Đây màu rêu thì quá là nhã nhặn cho các chị luôn nha. Nào còn chị em nào yêu thích chốt nhanh chốt lẹ để bên em chuẩn bị chuyển qua mẫu mới nha. Chuyển qua một mẫu mới bây giờ là không còn giá ưu đãi này. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa và em xin kết thúc màn livestream nha. Rồi ok chị Ngoan Lò một cái màu đỏ đô này. Mẫu em mặc lên là tông màu rêu nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị này. Rồi ok chị Mai Lê chuyển sang màu rêu, chị Lò Thương chuyển sang màu hồng ok nha. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn, quá xinh luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha, cực kỳ đẹp cho các chị luôn. Rồi ok chị Thuần Nguyễn nha, có thêm tông màu này là tông màu đen và cuối cùng đây là tông màu cam cho các chị lựa chọn này. Chị em nào yêu thích mẫu nào chốt nhanh chốt lẹ cho em để em xin kết thúc livestream nha. Những phút livestream bên em bán với mức giá ưu đãi cho các chị rồi, nên bây giờ bên em xin kết thúc livestream này nha. Rồi ok chị Sương Mai một cái màu rêu 55 cân mặc vừa size L này. Rồi ok cho chị Đoàn Xuyến một cái mẫu đang mặc là màu xanh rêu ok nha. Rồi chị một cái màu mẫu đang mặc và một cái màu cam gạch ok này. Hạnh Tiến 299.000 một cái màu hồng ok chị này. Chị Thảo Vũ ok chị 299.000 một cái màu cam nha. Chị Đỗ Liên 299.000 một cái màu hồng này. Đồng Tố Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok này. Yến Bùi Yến đỏ đô ok này. Nguyệt Trần 299.000 một cái màu đen ok này. Chị Nguyễn Ngân lấy màu đỏ đô để lại số điện thoại cho em này. Chị Hạnh Tiến ok chị một cái màu hồng này. Chị Thêu Hoàng một cái màu đỏ đô ok chị nha. Nguyệt Trần 299.000 một cái màu đen ok này. Mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size, tư vấn màu cho các chị nha. Rồi ok chị chân ngắn một cái màu xanh rêu ok chị luôn này. Em ship toàn quốc là 30.000 đồng, mua một cái hay 10 cái cũng là 30.000 đồng tiền ship nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, còn chị em nào yêu thích để luôn lại số điện thoại cho em này. Rồi ok Trần Thu Hằng 299.000 màu cam nha. Hoài Đoàn 299.000 màu rêu này. Nguyễn Ngân lấy màu gì để lại màu cho em này. Chị Bùi Thoan một cái màu xám ok này. Hứa Thị Kim Tuyến để lại số điện thoại này. Nguyệt Trần có đơn hàng rồi không comment lại nữa, dùm em 299.000 màu đen ok size M nha. Chị Bích Bướng Bình màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em đi ạ. Bên em xỉ thì nhắn tin về shop nha. Rồi ok Phùng Thị Liên màu rêu 43 cân mặc vừa size S này. Theo Hoàng phao đỏ đô ok chị luôn nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó chốt nhanh chốt lẹ để bên em kết thúc livestream nào. Rồi ok Mạnh Nguyễn một cái màu xám 299.000 này. Em ship toàn quốc là 2 tới 3 ngày nha, sau cuộc điện thoại bên em chốt đơn này. Rồi ok chị Nguyễn Hải một cái màu đỏ đô 65 cân mặc size 2XL này. Nhà nghỉ Anh Phú ok đỏ đô lên hàng thành công của chị nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì chốt nhanh chốt lẹ để bên em xin kết thúc livestream này. Nguyệt Trần có đơn hàng một cái màu đen rồi nha chị ơi, quá sang quá xinh luôn này. Rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream này tại đây nha.
60 cân chị mặc size XL cho em, ok chị Đoàn Xuyến mặc vừa size M này. Rồi ok chị Bích Bướng Bỉnh lên đơn hàng cho chị nha. Rồi em sẽ để ra 1 phút cuối cùng để cho các chị chốt lốt nha. Để cho các chị chốt lốt và em sẽ xin kết thúc livestream này tại đây. Bán với mức giá quá là ưu đãi cho các chị, hàng phao hàng Việt Nam xuất khẩu dáng dài nha. Quá là rẻ và đẹp luôn, không chốt được cái mẫu này ở bên em ngày hôm nay thì rất là tiếc này. Ra chia sẻ nhanh tay cho em nha, chia sẻ nhanh tay còn 1 phút cuối cùng để cho chúng ta chia sẻ thôi này. Rồi ok 51 cân mặc vừa size N, rồi ok nó thương một cái màu xám ok nha. Có nha chị ơi, rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream này tại đây nha.